Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai sẽ xin trân trọng kính mời thầy bắt đầu nội dung bài giảng ạ. À. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức. Xin kính chào các thầy cô, các quý vị đồng nghiệp tham gia vào chương trình đào tạo tập huấn liên tục. Trong 45 phút tiếp theo thì chúng tôi cũng rất là hân hạnh được chia sẻ những cái nội dung liên quan đến chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết đanh thì thực ra thì chúng ta như chúng ta cũng đã biết hiện nay sốt xuất số huyết đanh là một vấn đề thời sự không phải chỉ riêng có Việt Nam mà nó còn là vấn đề toàn cầu sau Covid thì hiện nay rất nhiều các dịch bệnh mới nổi tái nổi xuất hiện và chúng ta cần phải chuẩn bị trước từ kiến thức kỹ năng cho đến vật tư trang thiết bị thuốc men vân vân để thực sự là phải đối mặt với những cái dịch bệnh trong giai đoạn tiếp theo thế thì trên slide của chúng ta thì đó là cái đường diễn biến à, theo dõi diễn biến của sốt số xuất huyết đanh các cái ca bệnh sốt số xuất huyết đanh trong những năm vừa qua thế và trong những năm vừa qua thì chúng ta biết được là năm 2017 là chúng ta đã có một cái đợt dịch à, phải nói là một cái đợt bùng phát rất là dữ dội thế và sau cái đợt dịch bùng phát năm 2017 thì các năm tiếp theo thì sốt số xuất huyết đanh cũng vẫn là vấn đề và trên slide thì cái hình cái đường màu xanh lam ấy, chính là cái đường mà biểu diễn năm 2022 và với cái uh, mức độ diễn biến là nó đã bắt đầu xuất hiện những cái đỉnh vượt trội tăng cao trong vòng uh, tháng 5 rồi uh, đến tận cuối tháng 5 thì dường như là cái khả năng là trong cái thời gian tới uh, rất có thể là dịch xuất hiện cái đỉnh dịch vào tháng 6 tháng 7 thì theo báo cáo của Bộ y tế thì tính đến ngày 22 tháng 5 ấy thì chúng ta đã có 13 trường hợp tử vong những cái trường hợp tử vong này thì hiện nay mới chỉ là ở các tỉnh uh, Nam Bộ uh, Tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn phải lường trước tình hình và nếu như dịch diễn biến rộng trên khắp toàn quốc và đến tháng 6 tháng 7 uh, là cái tháng cao điểm và thậm chí đến tháng 8 tháng 9 uh, nếu như dịch lan rộng ở miền Bắc thì chúng ta cũng phải sẵn sàng để đối mặt chu kỳ dịch cứ 3 năm 5 năm thì lại có một đợt dịch cao điểm. Thì uh, chúng ta đã biết là dịch đạt đỉnh năm 2017 thì năm nay là sau 5 năm thì khả năng uh, năm nay dịch có thể là bùng phát. Uh, vấn đề mà chúng ta cũng vẫn phải lo lắng quan ngại là hiện nay uh, tình hình uh, bệnh cảnh thì đan xen với cả COVID-19 rồi rất là nhiều các cái vấn đề liên quan đến cung ứng vật tư hóa chất trang thiết bị cũng như là thuốc men hiện nay là khó khăn. Ví dụ như chúng ta vừa nhận được một cái công văn chúng tôi cũng vừa nhận được cái công văn uh, chỉ đạo của cục quản lý khám chữa bệnh về vấn đề là nếu như hiện tại là không có cái dịch cao phân tử Hs uh, 6% 200.000 đan tân hay là dịch Dextran uh, 10% thì chúng ta phải làm thế nào Đấy thì cũng là những vấn đề nan giải khi mà chúng ta phải đối mặt với cả sốt xuất, xuất huyết. Uh, tuy nhiên thì trong giai đoạn trước mắt khi mà uh, chúng ta là uh, dịch vẫn còn chưa thực sự là ở cái mức độ đáng à, à, báo động hoặc là nó là ở cái mức độ mà ngập tràn ở trên khu vực miền bắc thì chúng tôi cũng xin chia sẻ là chúng ta vẫn còn thời gian để chúng ta chuẩn bị tích cực chuẩn bị và cái chuẩn bị hơn bao giờ hết đó chính là lại là hệ thống hóa lại về vấn đề chẩn đoán điều trị rồi chăm sóc về những cái trường hợp bệnh sốt số xuất huyết đây nên những cái thông tin mà chúng tôi tóm lược lại để mà uh, cập nhật rồi hệ thống hóa lại về chẩn đoán điều trị thì chủ yếu là dựa vào hướng dẫn 3705 bộ y tế về ban hành năm 2019 bên cạnh đấy thì là nền tảng của những cái thông tin về sốt xuất huyết đanh về cách chẩn đoán điều trị và uh, chăm sóc cũng như quản lý cái người bệnh sốt xuất huyết đanh cũng dựa vào hướng dẫn năm 2009 của tổ chức y tế thế giới các hướng dẫn trong khu vực đông nam á cũng của tổ chức y tế thế giới năm 2011 rồi sổ tay xử trí lâm sàng đanh năm 2012 của malaysia thế thì về nguyên tắc thì sốt xuất huyết đanh thì nó không còn lạ lẫm gì đúng không ạ thì chúng tôi nhắc lại do vi tanh đanh gây nên bao gồm bốn tip với thanh tất nhiên sau này chúng ta còn có các tiếp với thanh khác nhưng trước mắt cơ bản là bốn tiếp với thanh và lây truyền chủ yếu do mũi đốt mũi aedes aegypti thế thì cái con mũi này thì nó có đặc điểm là mũi vằn và đẻ trứng ở nơi nước trong để để đó là cái đặc điểm sinh cảnh để chúng ta nắm bắt được để chúng ta uh, có những cái biện pháp phòng bệnh cho nó phù hợp bệnh thì xảy ra quanh năm và gia tăng vào mùa mưa thế ở những cái vùng bệnh lưu hành thì trẻ em thì bị với một cái nguy cơ với một cái mức độ phơi nhiễm nhiều hơn người lớn rất là nhiều tuy nhiên ở miền bắc thì cái đặc thù nó khác một chút ở miền nam nếu như ở miền nam chủ yếu bị là trẻ em thì ở miền bắc hiện nay thì chủ yếu bị lại là người lớn cái bệnh nó có cái đặc điểm rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ đấy là sốt kèm theo các biểu hiện xuất huyết cho nên nó có cái tên của bệnh là sốt xuất huyết tuy nhiên thì cái biểu hiện sốt và xuất huyết thì không phải là cái biểu hiện mang tính chất đặc trưng mà đặc trưng lại là biểu hiện thoát huyết tương những trường hợp bệnh nặng thì có cái hiện tượng thoát huyết tương tức là à, các cái à, thành mạch máu đặc biệt là thành mau mạch nó à, lỏng lẻo và nó làm cho huyết tương ở trong lòng mạch máu bị thoát ra ngoài khoảng kẽ và khi huyết tương thoát ra ngoài khoảng kẽ như vậy thì vô hình chung là có thể dẫn đến tình trạng là à, sốc giảm thể tích à, thể tích ở trong lòng mạch giảm dẫn đến sốc giảm thể tích và hậu quả của sốc giảm thể tích là rối loạn đông máu là suy các tạng thậm chí dẫn đến tử vong cái tên bệnh là sốt xuất huyết nhưng thực sự cái xuất huyết mà chúng ta đáng lo lắng quan ngại nó là hậu quả của sốc giảm thể tích do thoát huyết tương nên nó không phải ở cái giai đoạn đầu đúng không ạ những cái xuất huyết đa hình thái mà liên quan có thể liên quan đến giảm tiểu cầu thì thường nó không có cái gì đáng ngại nhưng cái hậu xuất huyết hậu quả của sốc giảm thể tích nó mới làm cho bệnh có cái nguy cơ đe dọa tính mạng về bệnh thế thì cái con virus đanh ấy thì chúng tôi cũng xin phép nhắc lại một chút thì đó là một loại virus có vật liệu di truyền là ARN nằm ở trong cái vỏ capsid và cái vỏ capsid thì được bao bên ngoài bằng màng từ tế bào vật chủ và trên bề mặt của con virus có các protein vỏ bao thế thì uh, các cái protein cấu trúc cũng như các protein không cấu trúc của con uh, virus đanh này thì nó góp phần giúp cho virus có thể thứ nhất là xâm nhập và thứ hai là nhân lên trong tế bào vật chủ. cái cái chu trình nhân lên của virus đanh thì nó có thể là đòi hỏi uh, phải có mặt thụ thể đặc trưng cũng có thể không cần thụ thể đặc trưng và sau khi mà virus đanh được, uh, được 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 uh, xâm nhập vào trong tế bào thì nó có thể nhập vào qua trung gian của các cái phân tử glatrin các phân tử glatrin thì làm thành một cái túi uh, bao xung quanh cái con virus đanh và sau đó thì các cái phân tử này được phân tách ra Thế và con virus đanh nằm ở trong các cái túi nội bào từ giai đoạn sớm chuyển sang giai đoạn muộn rồi sau đó vào cái giai đoạn là hoa mang rồi phân giải virus và giải phóng đặc biệt là đây là giải phóng arn của virus vào trong bào tương khi arn của virus vào trong bào tương nó sẽ bám vào lưới nội sinh chất và tại đó nó uh, một mặt là nhân lên uh, arn nhân lên một mặt khác là dịch mã thành các protein uh, và phân cắt các protein thành các protein có chức năng sau đó nó lại lắp ráp thành hạt virus hoàn chỉnh và hạt virus hoàn chỉnh này thì theo hệ thống gôn di ở trong tế bào và xuất bào vâng uh, và được giải phóng ra ngoài tế bào thế cái chu trình của con virus uh, trong tế bào như vậy thì uh, đã được nghiên cứu rất là nhiều. Thế cái cổ điển thì khi mà nói đến sốt xuất huyết đanh thì bao giờ chúng ta cũng nói đến à nó có hai chu trình một chu trình ở mũi và một chu trình ở người. thế thì khi mà người bị nhiễm virus ở giai đoạn là uh, virus huyết mũi đốt người nhiễm virus huyết thì virus vào trong cơ thể mũi uh, phát triển nhân lên đi từ ruột giữa cho đến tuyến nước bọt và con mũi khi mà có virus ở tuyến nước bọt đốt người lành thì có thể gây nhiễm cho người lành. Một con mũi có thể gây nhiễm cho nhiều người lành, đúng không ạ? Và sau khi mà uh, mũi ở trong uh, sau khi mà uh, muỗi đốt người lành truyền virus cho người lành, đúng không ạ? Thì virus uh, ở trong cơ thể người lành ủ bệnh khoảng độ 4 ngày đến 7 ngày. Sau 4 ngày đến 7 ngày ủ bệnh thì nó bắt đầu phát triển nó làm cho uh, triệu chứng xuất hiện và sau đó thì người bệnh mang virus có thể truyền cho những con muỗi khác và muỗi lại tiếp tục lây truyền cho người đúng không Ở đây thì chúng ta cũng lưu ý là người không triệu chứng cũng có thể truyền virus cho muỗi. à uh, tỷ lệ là bao nhiêu? khoảng độ 10%. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 7 đến 10% thì đây chính là cái nguồn chuyển nhiễm và làm cho chúng ta rất là khó để kiểm soát để mà dập tắt dịch bệnh rất nhiều trường hợp là cũng đặt vấn đề là chúng ta có cách ly người bệnh hay không nhưng thực tế thì cũng có những trường hợp không mang triệu chứng người nhiễm không có triệu chứng thì cái việc chúng ta cách ly lại rất là khó để mà kiểm soát được uh, nguồn virus từ người bệnh Đúng không thế thì sau khi mà mỗi đốt uh, mỗi đốt người bệnh uh, mỗi đốt người lành thì virus Uh, xâm nhập cơ thể, virus vào đâu? À, virus vào các cái tế bào miễn dịch, sau đó là theo các cái cơ chế miễn dịch, virus xâm nhập vào đại thực bào, gây hoạt hóa đại thực bào và uh, trên cơ sở hoạt hóa đại thực bào nó giải phóng ra một loạt các yếu tố hoạt mạch, à, làm cho thay đổi cái tính chất thấm của tế bào nội mô mạch máu và dẫn đến một cái hậu quả rất là rõ rệt mà chúng ta có thể nhìn thấy trên lâm xa ở những trường hợp sốt xuất số huyết đánh nặng đấy là thoát huyết tương. Bên cạnh đấy thì đại thực bào hoạt hóa cũng tiết ra các cytokin để thu hút bạch cầu trung tính và bạch cầu trung tính uh, thoát mạch đi vào uh, mô kẽ, đi vào các tổ chức, giải phóng hạt rồi hình thành các cái bẫy bạch cầu trung tính và sau đó nó có thể xâm nhập vào các cơ quan, ví dụ như xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương dẫn đến các biểu hiện đôi khi chúng ta có thể gặp ở trên lâm sàng đấy là sốt xuất huyết đanh, thể não, vân vân. Bên cạnh cái việc là thoát huyết tương thì con virus sốt xuất huyết đanh nó còn ảnh hưởng, nó còn gây một loạt các phản ứng viêm, dẫn đến tình trạng là tiêu thụ rất nhiều tiểu cầu và chúng ta khi xét nghiệm máu của người bệnh có thể thấy tiểu cầu giảm. Mặc dù là số lượng tiểu cầu ở trong xét nghiệm giảm nhưng thực tế Uh, tiểu cầu vẫn còn ở trong lòng mạch máu, nó, nó nằm ở đâu? nó nằm ở trên bề mặt các tế bào miễn dịch, ví dụ như bạch cầu mono hoặc là đại bào. nó nằm ở đâu nữa? nó nằm ở trong uh, các cái khoảng kẽ cũng như là nó nằm bám vào các cái thành mạch máu, nó vón lại dẫn đến là số lượng tuyệt đối của tiểu cầu giảm. tuy nhiên thì uh, cái xu hướng hoặc cái xu thế chảy máu hoặc là xuất huyết liên quan đến giảm tiểu cầu này thì cũng thấp Thế sau khi mà virus xâm nhập cơ thể thì cơ thể sinh ra à, một loạt các phản ứng miễn dịch. Lúc giai đoạn đầu thì cơ thể sinh ra các IgM và đến giai đoạn sau thì cơ thể sinh ra các IgG. Thế thì ở đây thì chúng ta có thêm một cái chỉ điểm nữa trong huyết thanh khi mà sau khi mà nhiễm virus, virus đanh đấy là à, à, có cái chỉ điểm của cái protein không cấu trúc NS1 của con virus tăng này. Thế thì uh, hiện nay thì đây là một cái yếu được đang được coi NS1 đang được coi là yếu tố độc lực để uh, làm cho uh, nó liên quan mật thiết đến những cái diễn biến bệnh nặng. Uh, đặc biệt là đây là cái chỉ điểm uh, của uh, tình trạng mà uh, virus vẫn còn hoạt động, vẫn còn ảnh hưởng cũng như là vẫn còn làm cho hệ miễn dịch uh, nó có những cái rối loạn trong bệnh sốt xuất số huyết đấy. Ê thì trong bệnh sốt số xuất huyết đanh thì sau khi mà nhiễm tiên phát thì nếu như mà bị à, nhiễm lần hai, lần ba, vân vân thì cơ thể cũng sinh ra các kháng thể tương ứng IgM rồi IgG. thế nhưng mà cái nồng độ cái hiệu giá của IgG thứ phát, của IgM thứ phát và IgG thứ phát thì nó cũng thay đổi. nếu như mà trong tiên phát nhiễm tiên phát ở nhiễm lần 1 thì IgG, IgM tăng cao, IgG tăng vừa phải thì trong nhiễm thứ phát IgM thì tăng ít thôi nhưng mà IgG thì tăng rất là cao đúng không ạ thì đây là cái đặc trưng riêng ở trong bệnh sốt xuất huyết đanh về mặt lâm sàng thì bệnh sốt xuất huyết đanh lâm sàng rất là đa dạng diễn biến có thể là từ rất nhẹ cho đến rất là nặng và cái diễn biến xảy ra rất là nhanh đúng không ạ à, nhìn chung thì cái diễn biến này mặc dù là có cái tính chất đa dạng nhưng mà chúng ta có thể quy nạp nó vào ba giai đoạn: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Đối với cả những cái trường hợp mà người bệnh đến bắt đầu là chỉ có sốt thôi, đấy là giai đoạn sốt với các cái biểu hiện là sốt cao, đột ngột liên tục, nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, rồi da sung huyết, da đỏ ửng lên sung huyết, đúng không? Thế rồi đau cơ, đau khớp và đặc biệt là nhức hai hốc mắt. À, một số trường hợp làm nghiệm pháp dây thắt thì dương tính đúng không? và xuất huyết thì đa hình thái chấm xuất huyết ở dưới da cũng có thể chảy máu chân răng hoặc là chảy máu mũi chảy máu cam cái trên hình thì chúng ta thấy đây là cái kết quả của một cái trường hợp mà làm nghiệm pháp dây thắt làm nghiệm pháp dây thắt chúng ta làm thế nào thì à, chúng ta cuốn cái băng cuốn huyết áp đo huyết áp sau đó bóp bơm cái băng cuốn huyết áp giữ ở mức độ huyết áp giữa huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu để 5 phút sau 5 phút thì chúng ta có thể chúng ta lấy một cái hình vuông mỗi bề là 2,5 cm để chúng ta đọc nếu có trên 10 chấm xuất huyết ở khu vực phía dưới bằng quần huyết áp thì cái nghiệm pháp dây thắt này là tương tính trước đây thì nghiệm pháp dây thắt thì được sử dụng rộng rãi để uh, uh, phát hiện chúng ta hy vọng là phát hiện sớm số xuất hiện đanh uh, các thể đặc biệt là thể nặng à, uh, nhưng ở các nghiên cứu ở Thái Lan cũng như ở miền Nam Việt Nam cho thấy là nghiệm pháp dây thắt hiện nay độ nhạy cũng như độ đặc hiệu rất là thấp và không có ý nghĩa gì trong cái việc tiền đoán bệnh. Do đó thì chúng ta chú ý theo dõi lâm sàng và chỉ định xét nghiệm chứ chúng ta không chỉ dựa vào nghiệm pháp dây thắt để phát hiện bệnh. Thế thì trong cái xét nghiệm thì trong giai đoạn sốt À, người bệnh có thể là có hematocrit cũng chỉ bình thường thôi, nhưng mà tiểu cầu thì cũng có thể giảm và bạch cầu thì thường là không tăng bạch cầu giảm thế thì sau khoảng độ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy của bệnh thì có thể người bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm thì ở giai đoạn nguy hiểm này thì đặc trưng lâm sàng chính là hiện tượng thoát huyết tương người bệnh có thể vẫn còn sốt hoặc có thể đã hết sốt rồi thoát huyết tương thì diễn ra trong một thời gian ngắn từ 1 đến 2 ngày nếu mà thoát huyết tương mà diễn ra dài quá thì chúng ta cũng không có cách nào cứu chữa được bệnh nhân rất là khó tuy nhiên rất là may mắn là thoát huyết tương chỉ diễn ra trong vòng từ 24 đến 48 giờ bị huyết lâm sàng nhìn qua thì người bệnh nhân căng to lên da nề phù mi khám thì thấy gan to và đau có tràn dịch màng phổi tràn dịch màng bụng và do là thoát huyết tương thể tích tuần hoàn giảm thì có nguy cơ sốc bên cạnh đấy người bệnh có thể có các biểu hiện xuất huyết rõ hơn như là xuất huyết dưới da xuất huyết niêm mạc một số ít trường hợp có thể xuất huyết nội tạng và các biểu hiện suy tạng do cái phản ứng viêm tấn công nhiều cơ quan bộ phận ví dụ như viêm gan nặng viêm não viêm cơ tim Thế trong giai đoạn nguy hiểm ngày thứ ba ngày thứ bảy này thì về mặt cận lâm sàng thì có gì hematocrit của người bệnh tăng trên 20% tiểu cầu thì giảm dưới 100 gigalit tăng men gan AST ALT có thể có rối loạn đông máu và khi mà đánh giá về siêu âm hoặc x qua thì có thể có tràn dịch màng phổi Chả dịch bằng bụng à, về hematocrit thì ở đây thì chúng tôi cũng xin phép là nói chi tiết hơn một chút thì chúng ta cũng hay lầm lẫn thế thì thông thường thì uh, hematocrit nền ở người bình thường khoảng độ quanh quẩn 40 ví dụ nam khoảng 43 nữ 38 đúng không ạ và chúng ta cũng có nhiều cách khác nhau để đo hematocrit chúng ta có thể là làm công thức máu làm khí máu cũng có thể là ra được kết quả hematocrit trước đây thì ở những cái vùng dịch lưu hành chúng ta có một cái thiết bị là dùng ống mao quản lấy máu ở đầu ngón tay dùng ống mao quản và chúng ta ly tâm Giờ ly tâm ngay bằng một cái máy ly tâm chuyên dụng thì sẽ ra ngay được cái à, hematocrit hematocrit chính là gì là cái dung tích huyết cầu ở trên tổng số cái thể tích máu đúng không ạ thì ở đây ví dụ như trên cái slide chúng ta sẽ thấy là à, khi mà ly tâm xong thì huyết cầu sẽ dồn về một phía và chúng ta đo cái tỷ lệ phần trăm ở giữa cái dung tích huyết cầu này với toàn bộ cái dung tích của máu quả thì sẽ ra được cái hematocrit. Thế thì cái hematocrit nó có ý nghĩa chỉ điểm thoát huyết tương trong trường hợp nào à khi nó tăng cao trên 20% so với giá trị trước. Rất là khó khi chúng ta không xét nghiệm máu thường xuyên, chúng ta không biết được là hematocrit nền là bao nhiêu. Ví dụ, những cái trường hợp mà đi khám ngày đầu tiên đi khám mà có cái chỉ số hematocrit thì chúng ta có thể coi cái giá trị hematocrit của ngày thứ nhất khi đi khám là hematocrit nền, sau đó nếu mà nó tăng trên 20% so với cái mức nền thì cũng có ý nghĩa đấy là tăng, đúng không ạ? Ví dụ trong trường hợp một bệnh nhân bị sốt, bị đau đầu, bị đau mỏi người, ngay ngày đầu tiên bị sốt bệnh nhân đi khám hematocrit là 35%. Sau đó đến ngày thứ tư bệnh nhân đi khám lại hematocrit tăng lên 44% thì rõ ràng ở trong trường này từ 35% tăng lên 44% là đã tăng trên 20% rồi đúng không ạ hoặc một trường hợp khác một chị này đi khám vào ngày thứ năm của bệnh à năm ngày đầu của bệnh chị này không đi khám và chúng ta cũng không biết được vậy thì cái giá trị hematocrit nền là bao nhiêu nhưng đến ngày thứ năm của bệnh với sốt cao liên tục đau đầu dữ dội người bệnh đi khám hematocrit là 54% thì trong trường này chúng ta cũng có thể dễ dàng à, trần à, chẩn đoán là hematocrit tăng trên 20%. Thế thì bên cạnh sau khi mà đi qua vào cái giai đoạn nguy hiểm rất là may mắn là cái giai đoạn nguy hiểm này nó cũng chỉ diễn ra trong vòng 1 đến 2 ngày đúng không ạ? Thế và sau 24 giờ đến 48 giờ của giai đoạn nguy hiểm thường là khoảng độ ngày thứ 7 ngày thứ 10 của bệnh gì đó khoảng khoảng như vậy thì người bệnh bước vào giai đoạn hồi phục thế thì người bệnh bước vào giai đoạn hồi phục thì sốt hết toàn trạng tốt lên thèm ăn huyết động ổn định và đặc biệt là đi tiểu nhiều đúng không thế thì trong cái thời điểm là trong cái thời gian này thì người bệnh có thể là có nhịp tim chậm và ôi Vâng người bệnh có nhịp tim chậm và khi mà uh, truyền dịch quá mức ở trong giai đoạn này thì có thể là có các biểu hiện phù phổi, suy tim, đúng không? vì là quá tải thể tích. Nó ngược với cả giai đoạn thoát huyết tương là giảm thể tích tuần hoàn, thì đến giai đoạn này lại có thể là tái hấp thu dịch từ ngoài, à, tái hấp thu dịch từ ngoài à, khoảng kẽ vào trong lòng mạch và nó làm cho có nguy cơ là quá tải thể tích, thậm chí có thể phù phổi, suy tim. Cái quá trình hồi phục này kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày, đúng không? 2 đến 3 ngày. Và về mặt xét nghiệm thì có thể thấy là trên slide chúng ta thấy là cái hình này đấy là cái hình ảnh phát ban đặc trưng của giai đoạn hồi phục đúng không ạ? rất nhiều anh chị em đồng nghiệp thì khi nhìn cái phát ban này thì lo lắng, sợ sệt, uh, sợ là bệnh vẫn còn đang tiếp tục diễn biến nhưng chúng ta yên tâm là khi nhìn thấy phát ban này uh, bệnh nhân hết sốt và xuất hiện ban uh, đỏ kiểu như là cái con tôm luộc ở chân chẳng hạn thì chúng ta yên tâm đây là phát ban của giai đoạn hồi phục đúng không ạ? hoặc là ví dụ đây cái ban ở trên bụng bệnh nhân đây hay là ban ở hạ chân một cái bệnh nhân khác thì nó cũng đây chính là cái hình ảnh ban ở giai đoạn hồi phục thế thì về mặt xét nghiệm thì ở giai đoạn hồi phục chúng ta thấy là có cái gì à, thứ nhất là hematocrit trở về bình thường cũng có thể có nó thấp hơn so với cả bình thường một chút do cái hiện tượng pha loãng máu tái hấp thu dịch bạch cầu thì sẽ tăng lên sau khi hết sốt và tiểu cầu thì trở về bình thường sẽ muộn hơn nhưng mà chúng ta chỉ cần nhìn thấy là à, thêm auto tô trở về bình thường thì đây là một trong những cái tín hiệu, một trong cái dấu hiệu mà chúng ta yên tâm. Rồi tiểu cầu sau đó thì có thể một hai ngày mới trở về bình thường thì chúng ta cũng không thể nào mà tiểu cầu trở về bình thường ngay được. Thế và đây là cái sơ đồ chúng ta thấy ba giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm, giai đoạn hồi phục với các cái à, theo với các cái chỉ điểm ở trên lâm sàng từ nhiệt độ rồi các cái biểu hiện lâm sàng như là mất nước hay là những thay đổi về mặt xét nghiệm như hematocrit hay tiểu cầu hay là các cái đánh giá về à, số lượng virus ở trong máu hay là về các cái kháng thể IgM IgG vân vân thế thì uh, sốt xuất huyết đanh thì được phân ra làm ba cái mức độ thứ nhất là sốt xuất huyết đanh thông thường đấy. thứ hai là sốt xuất huyết đanh có dấu hiệu cảnh báo và thứ ba là sốt xuất huyết đanh nặng thế thì sốt huyết đanh thì à, biểu hiện lâm sàng như thế nào à sốt cao đột ngột liên tục 2 đến 7 ngày có thể kèm theo hai dấu hiệu trong bốn cái dấu hiệu là xuất huyết hay là nhức đầu hay là sung huyết phát ban hoặc là đau cơ đau nhức không mắt xét nghiệm thì có thể hematocrit bình thường hoặc tăng tiểu cầu bình thường hoặc hơi giảm bạch cầu giảm đấy là sốt xuất huyết đanh Thế còn sốt huyết đanh có dấu hiệu cảnh báo là như thế nào? Thì sốt xuất huyết đanh có dấu hiệu cảnh báo thì các dấu hiệu cảnh báo bao gồm thứ nhất là tình trạng vật vã, lừ đừ, ly bì, đúng không? Bệnh nhân có thể có các biểu hiện đau bụng vùng gan hoặc là ấn đau vùng gan và khám thì thấy gan to trên 2 cm. Nôn nhiều, nhiều là bao nhiêu? Nhiều tức là từ 3 lần mỗi tiếng hoặc là trên 4 lần trong vòng 6 giờ. Có thể có các biểu hiện sốt huyết niêm mạc và tiểu ít thì đấy chính là các dấu hiệu cảnh báo, cảnh báo gì? À, cảnh báo người bệnh có thể đi vào sốc, sốc sốt xuất huyết này, đúng không? Lâm sàng là như vậy. Thì cận Lâm sàng thì những dấu hiệu nào là dấu hiệu cảnh báo? thì cận Lâm sàng dấu hiệu cảnh báo bao gồm tăng hematocrit, giảm tiểu cầu nhanh, men gan tăng AST hoặc ALT trên 400, hoặc là tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng bụng. thì đấy là các cái dấu hiệu cảnh báo để cận Lâm sàng. Rồi. với những dấu hiệu này người bệnh có thể đi vào sốc Ê và cái mức độ thứ ba của sốt xuất huyết đanh đấy là sốt xuất huyết đanh nặng nặng ở đây thì có thể là có hiện tượng thoát huyết tương nặng có thể có hiện tượng xuất huyết đạm hay là có thể có các biểu hiện suy tạng như là suy gan như là bệnh à, sốt xuất huyết đanh thể não hay là có các biểu hiện viêm cơ tim vân vân thế thì khi mà gặp các cái trường hợp bệnh đến khám thì chúng ta luôn luôn lưu ý là các biểu hiện lâm sàng rất là đa dạng. Trong giai đoạn sốt, ví dụ như người bệnh ở giai đoạn sốt lúc đầu thấy có các biểu hiện họng miệng họng sùng huyết cũng có thể lẫn với cả viêm họng liên cầu. Trong trường hợp mà thấy mặt rồi da đỏ ửng rất có thể lại là một bệnh do virus khác gây nên chứ không không phải trường hợp nào chúng ta cũng có thể dễ dàng hướng đến sốt xuất huyết Đạch đúng không? ạ Các cái biểu hiện muộn ví dụ như người bệnh nôn đau bụng có thể lẫn với cả những trường hợp mà tiêu chảy nhiễm khuẩn cấp tính. Hoặc những trường hợp mà có tiểu máu kèm theo đau bụng có thể lại là liên quan đến nhiễm trùng tiết niệu hoặc là viêm thận bể thận, vân vân. Còn đối với cả giai đoạn nguy hiểm thì người bệnh có thể có các biểu hiện nôn máu mà chúng ta có thể lẫn với bệnh do Leptospira có chảy máu ở phổi. Suy hô hấp khi mà hết sốt thì có thể có lẫn với cả những biểu hiện ví dụ cơn hen hay những trường hợp đau bụng có thể là lẫn sang viêm túi mật rồi những trường hợp đau bụng tăng men gan thì có thể lẫn sang viêm gan vân vân để chúng ta biết là à vậy thì cái biểu hiện lâm sàng của số xuất huyết đanh cũng khá là đa dạng và chúng ta luôn luôn lưu ý chẩn đoán phân biệt phân biệt đầu tiên là các căn nguyên nhiễm trùng ví dụ như là các căn nguyên liên quan đến virus chúng ta có thể có các bệnh tay chân miệng do enterovirus rồi các bệnh do adenovirus rồi cúm rồi ebv thậm chí nhiễm hiv cấp cũng có những biểu hiện mà chúng ta có thể lẫn với số xuất huyết đanh rồi các bệnh phát ban như sởi rubella trên lâm sàng thì những cái trường hợp sốt xuất huyết đanh có biểu hiện ra nhưng mà sung huyết có thể lẫn với những bệnh do rickettsia hoặc là bệnh sốt mò Đúng không ạ nếu hoặc là có những biểu hiện bệnh nhân bơ phờ có thể kèm theo vừa da niêm mạc sung huyết vừa có xuất huyết có thể liên quan đến bệnh là leptospira hay là những khuẩn huyết do các căn nguyên khác nhau đặc biệt là bệnh nhân đi vào sốc nhiễm khuẩn thì trên thực tế cũng đã có nhiều anh chị em đồng nghiệp cũng đã nhầm sốc nhiễm khuẩn với sốc do sốt xuất huyết đanh đúng không ạ? Thế thì thái độ xử trí thì nó khá là khác biệt. Sốc nhiễm khuẩn thì đòi hỏi chúng ta phải thực sự là quyết liệt trong cái việc mà sử dụng kháng sinh, truyền dịch, bù đủ dịch cộng với cả dùng thêm các thuốc vận mạch. Trong khi đấy thì sốc do sốt xuất huyết đanh chúng ta tập trung rất nhiều vào vấn đề là nhanh chóng bù đủ thể tích tuần hoàn ạ. Rồi các bệnh nhiễm khuẩn khác ví dụ như thương hàn, sốt rét vân vân phải phân biệt. Bên cạnh các bệnh nhiễm trùng chúng ta vẫn cần phải phân biệt với các bệnh không lây nhiễm. Ví dụ à xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn hoặc thậm chí lơ semi đúng không ạ? Giảm tiểu cầu giảm bạch cầu thì không thể không nghĩ đến ví dụ lơ semi hay là các vấn đề liên quan khác như là phản ứng do thuốc như là nhiễm toan ceton, nhiễm toan lactic rồi tình trạng là da mặt đỏ ửng lưỡi trong miệng họng súng huyết vân vân, thế người bệnh có thể lẫn với cả bệnh Kawasaki đúng không ạ? đặc biệt là các em bé. Thế thì các chỉ điểm lâm sàng để gợi ý về mặt lâm sàng một bệnh sốt xuất số huyết đanh là gì? thứ nhất là phải có tiền sử dịch tễ, đúng không ạ? là sống ở vùng dịch lưu hành. Thế thì trên cái bản đồ Việt Nam mà chúng tôi đưa ra trên slide có mấy cái tỉnh miền núi mà cái việc mà chúng ta nghĩ đến sốt xuất số huyết đanh ở tại những khu vực đấy thì hiện nay là 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 cái, cái 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 căn cứ là rất là thấp ví dụ như Hà Giang, Cao Bằng một người bệnh ở Cao Bằng có sốt mà chúng ta nghĩ ngay đến sốt xuất huyết đanh thì 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 không đúng không phù hợp đúng không thứ hai nữa là có biểu hiện sốt cấp tính ở bên cạnh sốt cấp tính chúng ta còn gặp nhiều trường hợp khác sốt kéo dài thì sốt kéo dài nói đến sốt xuất huyết đanh thì lại rất là không phù hợp sốt cấp tính kèm theo ra nhưng mà sung huyết đau đầu đo mọi người là đặc trưng về mặt lâm sàng là những biểu hiện mà thường gặp ở mặt lâm sàng đối với cả sốt xuất huyết đanh. Và bên cạnh đấy chúng ta cũng luôn luôn lưu ý là có những dấu hiệu cảnh báo để chúng ta phải quan tâm hơn vì những dấu hiệu cảnh báo có thể à, giúp cho chúng ta à, định hướng phát hiện sớm được những trường hợp sốc. Những dấu hiệu cảnh báo ở trên lâm sàng chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh ở đây chính là nôn nhiều đúng không ạ trên lâm sàng nếu như người bệnh sốt xuất huyết đanh mà nôn nhiều thì đấy là cái dấu hiệu mà chúng ta phải hết sức quan ngại hay hoặc là dấu hiệu đau bụng vùng gan thì thường hay bị chẩn đoán nhầm đúng không ạ? Thế thì để mà chẩn đoán chính xác sốt xuất số huyết đanh thì chúng ta phải làm xét nghiệm. Thế thì trước đây thì không có phương tiện xét nghiệm trong tay, chúng ta chỉ được dựa vào mỗi cái công thức máu thì chúng tôi cũng xin phép chia sẻ là dựa vào công thức máu không thì cái việc chẩn đoán nhầm cũng rất hay xảy ra. Tuy nhiên gần đây thì chúng ta có được cái xét nghiệm à, phát hiện được kháng nguyên NS1 của virus đanh thì nó giúp cho chúng ta chẩn đoán khá là dễ dàng. Và cái kháng nguyên này xuất hiện ở trong máu của người bệnh trong 5 ngày đầu cho nên là nếu như mà chúng ta người bệnh đến trong 5 ngày đầu của bệnh, chúng ta làm cái test phát hiện kháng nguyên NS1 thì cũng rất là có giá trị. Còn từ ngày thứ năm trở đi thì chúng ta có thể là phải kết hợp thêm xét nghiệm kháng thể IgM. Trên thực tế thì hiện nay chúng ta có nhiều cái test nhanh là combo tức là nó là kết hợp xét nghiệm cả hai vừa làm NS1 vừa làm IgM đúng không ạ? Thế và cái xét nghiệm combo mà làm vừa phát hiện kháng nguyên NS1 và vừa phát hiện các kháng thể thì độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao đúng không ạ? Có thể độ đặc hiệu lên đến gần 98%, độ nhạy thì trên 92% theo chúng tôi nhận định thì phát hiện khá là chính xác thế thì chẩn đoán thì là như vậy, thế còn điều trị sốt xuất huyết đanh thì thế nào? thì uh, thực thực ra nếu mà chúng ta nắm vững được về cơ chế sinh lý bệnh của sốt xuất huyết đanh thì chúng ta hiểu uh, cơ chế chính là gì, à, chính là các biểu hiện bệnh lý mà chúng ta cần quan tâm đấy chính là gì? là thoát huyết tương và hậu quả của thoát huyết tương là sốc giảm thể tích. nên nếu mà chúng ta mà tập trung bù đủ dịch từ việc bù dịch đường uống rồi nặng hơn thì người bệnh không uống được chúng ta bù dịch đường à, tiêm truyền vân vân thì à, chúng ta có thể dễ dàng khống chế được sốt xuất số huyết đanh hiện nay phần lớn những cái trường hợp sốt xuất số huyết đanh chỉ cần điều trị ngoại trú chủ yếu là điều trị triệu chứng và cái vai trò của người nhân viên y tế là theo dõi chặt chẽ để phát hiện sớm những trường hợp sốc để xử trí kịp thời trong sốt xuất số huyết đanh thì điều trị cơ bản bao gồm những gì thứ nhất là điều trị triệu chứng là sốt thì hạ sốt hạ sốt bằng thuốc ví dụ paracetamol 10 15 mg mg trên kg mỗi 4 đến 6 giờ. Giữa những lần uống paracetamol mà người bệnh vẫn còn sốt cao chúng ta cho các biện pháp hạ nhiệt vật lý và luôn luôn lưu ý không dùng các loại thuốc hạ nhiệt như aspirin như là ibuprofen vì nó có thể gây tăng nguy cơ xuất huyết vân vân. Bên cạnh đó thì người bệnh cần phải được bù dịch sớm bằng đường uống À, những ngày đầu khi mà người bệnh mặc dù là còn đang rất mệt chúng ta vẫn phải động viên người bệnh là uống nước tăng cường uống nước nước đun sôi để nguội nước trái cây nước orezon và các loại nước người bệnh thích uống nhưng chú ý là không để người bệnh uống những loại nước uống có màu như là xá xị như là Coca-Cola vân vân sô-cô-la vân vân nó có thể làm cho cái chất nôn của người bệnh dễ lừa đánh lừa uh, nhân viên y tế làm uh, cho chúng ta nhầm sang xuất huyết được tiêu hóa những trường hợp nào thì cần phải điều trị trong bệnh viện thì đấy là những trường hợp mà có dấu hiệu cảnh báo vật vã lừa đử ly bì đau bụng vùng gan ấn đau vùng gan gan to trên 2 cm nôn nhiều xuất huyết niêm mạc tiểu ít hematocrit tăng cao tiểu cầu giảm nhanh chóng đúng không ạ bên cạnh đấy những trường hợp cơ địa đặc biệt cũng cần nhập viện điều trị ví dụ như phụ nữ mang thai trẻ nhỏ còn bú người béo phì, người cao tuổi trên 60 tuổi, người có các bệnh kèm theo như tiểu đường, như là thiếu máu tan máu, các bệnh hô hấp như hen phế quản COPD chưa kiểm soát tốt, các bệnh tim gan thận mãn tính chưa kiểm soát tốt vân vân. Và đặc biệt những người có hoàn cảnh à, không thể tự chăm sóc được bản thân, à, sống một mình, nhà thì ở xa cơ sở y tế rất là khó trong cái việc là tiếp cận cơ sở y tế khi bệnh trở nặng hoặc là gia đình không có điều kiện để mà chăm sóc thì những trường hợp này đều phải chỉ định nhập viện điều trị à, bản chất cái bệnh sốt xuất huyết đanh là chúng ta điều trị ngoại trú là chính à, thế thì khi nào thì người bệnh cần phải khám lại thì người bệnh cần phải khám lại trong những trường hợp là không ăn uống được à, khi người bệnh mà thấy là hạ sốt rồi mà lại vẫn thấy khó chịu rồi nôn nhiều rồi đau bụng nhiều thế rồi là mệt lả bứt rứt rồi chảy máu bất thường ví dụ như là chảy máu âm đạo rồi những cái trường hợp là quá sau tiếng mà không thấy đi tiểu những cái trường hợp mà lú lẫn rồi kích thích vật vã ly bì đều là những trường hợp cần phải khám lại ngay để người thầy thuốc quyết định có cho người bệnh nhập viện hay không, Đúng không? Những trường hợp mà chỉ định nhập viện cấp cứu cái này cũng liên quan đến các vấn đề bảo hiểm y tế vân vân là những trường hợp sốt xuất huyết đánh nặng bao gồm là có cái hiện tượng thoát huyết tương nặng như là sốc giảm thể tích như là tích dịch nhiều khoang màng phổi bằng bụng những trường hợp xuất huyết nặng những trường hợp suy tạng đúng không? Thế để mà điều trị những cái trường hợp mà có dấu hiệu cảnh báo thì chúng ta chú ý là đã có dấu hiệu cảnh báo tức là gì là nó đe dọa người bệnh có thể đi vào sốc thì sao thì chúng ta cần phải tăng cường tích cực bù dịch bổ sung dịch cho người bệnh thế thì đây chúng tôi tạm đưa ra là người lớn thì sao người lớn ở người lớn thì chỉ định truyền dịch trong trường hợp nào là những người trường hợp không uống được nôn nhiều mất nước người thì lừ đừ, hematocrit thì tăng cao và đã đi vào sốc thì đương nhiên là chúng ta phải truyền dịch, truyền dịch để bổ sung dịch rồi, đúng không ạ? Thế thì loại dịch truyền sử dụng là dịch gì? Thì ban đầu sẽ sử dụng là dịch tinh thể Ringer lactate hoặc là 9 phần nghìn, muối 9 phần nghìn. À, tốc độ truyền ban đầu là 6ml trên kg trên giờ, đúng không ạ? Thế thì một bệnh nhân, chúng ta chú ý, ví dụ một bệnh nhân 50kg thì chúng ta truyền ngay là 300ml trên một giờ đúng không? một tiếng là 300 ml tức là nếu mà trong trường này thì điều tiết cái lượng số giọt trên một phút phải là 100 giọt một phút đủ tốc độ để mà chuyển sau một hai tiếng nếu như ổn thì chúng ta chuyển xuống tốc độ còn một nửa thôi kéo dài trong hai bốn tiếng rồi giảm tiếp một nửa tốc độ nữa xuống uh, độ nửa ngày đến một ngày tiếp theo đúng không? Thế và cái việc mà truyền dịch thì chúng ta luôn luôn phải đánh giá có đáp ứng hay không đáp ứng nghĩa là gì là mạch huyết áp ổn định là hematocrit giảm và nước tiểu có ít nhất là 0,5 ml trên kg mỗi giờ tức là một bệnh nhân 50 cân thì phải có khoảng độ 200-300 ml nước tiểu mỗi giờ Thế thì tóm tắt lại truyền dịch ở trong cái sơ đồ này đúng không ạ? Thì chúng tôi cũng đưa sơ đồ này ở trong cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị của Bộ Y tế thôi. Thì quý thầy cô, quý đồng nghiệp là xin tham khảo thêm ở trong đó. À, chúng tôi cũng xin cũng xin tập trung vào cái vấn đề mà chúng ta quan tâm nhiều hơn là trong sốt xuất huyết thì biểu hiện nặng mà chính là biểu hiện sốc. Thế nếu mà chúng ta đợi sốc xuất hiện rồi chúng ta mới can thiệp thì thường chúng ta sẽ thất bại chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp rất là khó rất là đáng tiếc là gì là để cho xuất hiện sốc rồi huyết áp đã tụt rồi khi mà huyết áp đã tụt thì huyết áp nó sẽ giảm rất là nhanh và thậm chí là không đảm ngược được cho dù hồi sức tích cực các kiểu khác nhau không giải quyết được cho nên vai trò của người thầy thuốc là chúng ta cố gắng phát hiện sớm các dấu hiệu sốc đúng không ạ từ khi mà bắt đầu lấy huyết áp mạch mạch nhanh Ừ, huyết áp hơi kẹt lúc đấy chúng ta đã phải can thiệp rồi chứ không phải đợi đến khi mà huyết áp còn có sáu bốn lúc đấy mới thò tay thò chân vào mà làm thì thì thường là chúng ta thua đúng không ạ thua có nghĩa là gì là bệnh nhân tử vong cái đấy giải thích tại làm sao mà cái bệnh sốt xuất huyết năm nào chúng ta cũng có dịch năm nào chúng ta cũng có các bài học rút kinh nghiệm nhưng cũng vẫn có những trường hợp tử vong và chúng ta cũng biết rồi từ đầu năm đến giờ thì ở trong miền Nam chúng ta đã có 13 trường hợp tử vong rồi đúng không ạ Thế thì uh, trên uh, trên 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 slide đó chính là gì à là chúng ta có những cái theo dõi để cho uh, mọi người hình dung là gì. Nếu như mà chúng ta nhìn nhận theo dõi huyết áp một cách thường xuyên liên tục thì chúng ta sẽ phát hiện được là khi huyết áp bắt đầu kẹt à huyết áp bắt đầu kẹt tức là khoảng cách giữa huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu bắt đầu giảm xuống uh, thấp rồi à uh, bình thường ra huyết áp bình thường 120 70 vậy thì cái khoảng cách giữa huyết áp tối đa tối thiểu là khoảng độ và à, 50 mm thủy ngân nhưng khi nó giảm dần huyết áp tối đa và huyết tối thiểu giảm dần giảm xuống đến còn 40 30 thậm chí xuống đến 20 đấy là thời điểm mà chúng ta không thể chậm trễ không thể trì hoãn được nữa phải hành động bên cạnh đấy chúng ta cũng luôn luôn lưu ý là nhịp tim nhanh trong trường hợp không có sốt bệnh nhân không có sốt mà nhịp tim vẫn nhanh thì đây là một cái dấu hiệu báo động để cho chúng ta phải tăng cường cái việc là điều trị có thể điều trị ngay như những cái tình trạng sốc thì trong những trường hợp sốc này thì chúng ta phải tăng tốc độ dịch truyền lên bắt đầu là 15 ml trên kg rồi truyền trong một giờ sau một giờ không đỡ chúng ta có thể tiếp tục uh, cho dịch cao phân tử này dịch cao phân tử trong trường hợp này là gì chúng ta có hesterin đúng không hesterin thì nó là cái dịch đầu tay để chúng ta sử dụng trong sốt số xuất huyết đanh nếu như mà chúng ta sử dụng thì liều sẽ là 10 đến 15 ml trên kg mỗi giờ và dùng trong một giờ sau một giờ không đỡ phải lặp lại còn nếu mà đã cải thiện rồi thì chúng ta lại chuyển sang dịch tinh thể đúng không? không đáp ứng không đỡ ở đây biểu hiện bằng gì là mạch vẫn còn nhanh nhỏ huyết áp tụt huyết áp kẹt khoảng cách huyết áp tối đa tối thiểu dưới 20 mm những trường hợp mà không cải thiện mặc dù đã truyền cao phân tử rồi không cải thiện thì chúng ta phải đo CVP đặt KT đo CVP dùng vận mạch vân vân thì đã đến cái nước mà phải đặt KT rồi đo CVP dùng vận mạch thì là nước là khó rồi đúng không ạ thì ở đây chúng tôi cũng xin phép chia sẻ là để mà đặt được cái KT ở bệnh nhân sốt xuất số huyết đanh không dễ chúng tôi cũng đã gặp nhiều trường hợp tai biến đặt xong chảy máu tứ tung ở chân KT đặt KT thì không không an toàn nhiều khi lại chảy máu khoang mạng phổi do chọc nhầm vào mặt cổ vân, vân rất là đau đớn đúng không ạ thế thì trong trường hợp mà chúng ta theo dõi hematocrit chúng ta nhận thấy là hematocrit tụt nhanh à bình thường ra sốt xuất huyết đanh có sốc thì hematocrit tăng cao nhưng chúng ta đo chúng ta thấy là nó tụt không phải từ từ mà nó là tụt rất nhanh thì đấy là chỉ điểm của chảy máu trong là 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 chỉ điểm của chảy máu ở trong các khoang ảo trong cơ thể thì phải có chỉ định chuyển máu ngay đúng không? ạ đấy là những cái hết sức là kinh điển và tóm lược cái uh, sơ đồ truyền dịch cho những trường hợp sốt xuất huyết số đanh có sốc là ở trên slide này thì chúng tôi cũng lấy ở trong hướng dẫn chẩn đoán điều trị bộ y tế thôi thì cũng mong quý vị thầy cô và uh, đồng nghiệp là dành thời gian nghiên cứu kỹ cái sơ đồ này ở trong cái hướng dẫn 3705 đúng không ạ để chúng ta là khi mà có người bệnh thì chúng ta có thể áp dụng một cách nhuần nhuyễn đúng không ạ Thế thì điều trị sốt huyết đanh thì khi nào chúng ta ngừng truyền dịch thì khi mạch huyết áp trở về bình thường tiểu nhiều đấy là cái chỉ điểm rất là dễ người bệnh hết nôn ăn uống được và đặc biệt chúng ta luôn luôn chú ý là không cần thiết phải bù dịch nữa sau khi mà đã hết sốc 24 giờ qua hết sốc rồi 24 giờ đấy là giai đoạn dịch tái hấp thu vào trong lòng mạch nếu chúng ta vẫn tiếp tục truyền dịch nó có một nguy cơ là gì à nguy cơ phù phổi nguy cơ suy tim nguy cơ quá tải Thế thì một cái câu hỏi mà quý thầy cô đồng nghiệp hay đặt ra đấy là khi nào chúng ta truyền máu thì hiện nay ở trong hướng dẫn 3705 thì khá là rõ. Chỉ định truyền chế phẩm máu khi nào? Thứ nhất là trong trường hợp mà hematocrit tụt thấp rồi có kèm theo các biểu hiện sốt huyết ổ ạc à, và sốc thì chúng ta truyền khối hồng cầu. nếu không có khối hồng cầu chúng ta truyền máu toàn phần. Những trường hợp mà tiểu cầu giảm dưới 50 gigalit kèm sốt huyết nặng hoặc là phải làm thủ thuật. Ví dụ như bệnh nhân tràn dịch màng phổi quá nhiều, cần phải chọc tháo, thì trong trường hợp đó chúng ta phải chuyển khối tiểu cầu. Những trường hợp mà tiểu cầu mà không có xuất huyết mà không có cái yêu cầu cần phải làm thủ thuật, thì tùy trường hợp. Thông thường thì những cái trường hợp mà tiểu cầu dưới năm thì có thể cân nhắc trong cái việc là chuyển khối tiểu cầu. Những trường hợp mà rối loạn đông máu nặng mà kèm theo PT giảm, INR tăng thì chúng ta truyền uh, uh, huyết tương tươi plasma tươi đúng không? Thế thì những cái trường hợp nào thì bắt buộc phải truyền plasma tươi khi mà INR trên 1,5 đó là gì? Những trường hợp xuất huyết nặng, những trường hợp mà cần phải làm các can thiệp thủ thuật hoặc là sau khi mà người bệnh được truyền máu khối lượng lớn thì cũng phải truyền plasma tươi kèm theo để mà tránh cái hiện tượng là hậu quả rối loạn đông máu do cái việc là truyền một cái lượng lớn máu vào cơ thể. Những trường hợp mà xét nghiệm mà fibrinogen dưới 1 gram lít thì chúng ta có thể phải truyền tủ lạnh yếu tố 8 đúng không ạ? Đặc biệt trong trường hợp mà xuất huyết nặng kèm theo giảm fibrinogen. Thế còn đối với cả người bệnh sốc do sốt xuất huyết thì luôn luôn chú ý là phải giữ ấm người bệnh và khi đang có sốc thì cần theo dõi mạch, huyết áp, nhịp thở 15 đến 30 phút một lần. Cứ 1 đến 2 giờ một lần thì chúng ta cho đo hematocrit Thế thì nhân cái việc này thì chúng tôi cũng nói luôn là cái việc đo hematocrit thì khi người bệnh mà đã vào trong tình trạng sốc rồi thoát huyết tương cái việc mà lấy máu tĩnh mạch không dễ dàng gì. Do đó nó mới sinh ra cái việc là đo hematocrit bằng cái ống mao quả và lấy máu ở đầu ngón tay. Đúng không ạ? Thì tất nhiên hiện nay thì chúng ta cũng vẫn có thể nghĩ đến một cái cách khác đó là gì là đặt catheter động mạch để làm cái đường là vừa đo huyết áp xâm nhập vừa đo khí máu à, vừa lấy máu để xét nghiệm cũng thuận tiện nhưng ở những nơi mà không có phương tiện thì có lẽ cái việc mà sử dụng đo hematocrit ở đầu ngón tay bằng cái ống capile ống máu quản cũng vẫn rất là cần thiết thế khi mà theo dõi người bệnh trong trường hợp sốc thì chúng ta phải đo lượng nước vào và ra trong 24 giờ đo lượng nước tiểu đánh giá cái tình trạng phát dịch và khoang màng bụng, bằng phổi, bằng tim, cái này bằng siêu âm tại giường thôi. À, các cái chỉ điểm mà cần xét nghiệm thường xuyên đấy là gì là lactate là glucose là điện giải đồ đúng không ạ rất nhiều trường hợp là sốt sốt huyết đanh nhiều khi không bệnh không nặng lên hoặc bệnh nhân không chết do 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 tình trạng tụt huyết áp tụt huyết áp có khi huyết áp vẫn nâng lên được nhưng mà không để ý đến glucose bệnh nhân hạ đường huyết thì chết vì hạ Thế khi nào thì cho bệnh nhân xuất viện, thì bệnh nhân xuất viện khi mà hết sốt được từ 2 ngày trở lên, tỉnh táo, ăn uống được, mạch huyết áp trở về bình thường, không có thở, không xuất huyết, à, men gan đánh giá lại thì dưới 400, à, hematocrit trở về bình thường và tiểu cầu từ 50 gigalit trở lên, thì đây là cái tiêu chuẩn để người bệnh có thể xuất viện. Thế về mặt phòng bệnh, hiện nay thì chúng ta mặc dù là đã có vaccine nhưng mà vaccine cái hiệu quả của nó hiện nay thì còn đang tranh cãi rất là nhiều, đúng không thì vẫn là đang tiếp tục được đánh giá về hiệu quả của vaccine. biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu chúng ta là kiểm soát côn trùng trung gian truyền bệnh thôi. cái khẩu hiệu là không có mũi đốt thì không có sốt xuất huyết thì hiện nay cũng vẫn luôn vẫn là đúng, đúng không và chúng ta vẫn phải áp dụng việc kiểm soát côn trùng trung gian truyền bệnh, không để cho mũi đốt, tránh à, mũi đốt, rồi diệt bọ gậy, diệt mũi trưởng thành và vệ sinh môi trường ngoại cảnh, đặc biệt là loại bỏ những cái dụng cụ chứa nước hoặc là dụng cụ chứa nước nhân tạo của con người hoặc là vô tình như ví dụ chúng ta để là có những cái chỗ mà chứa nước nước mưa thôi ví dụ như là lốp lốp ô tô cũ này hoặc là mảnh bát mảnh vỡ mảnh sành hoặc là chai lọ để ở ngoài tự nhiên nó có thể đọng nước và đấy là cái môi trường để cho mũi phát triển thì đó là những cái nội dung chúng tôi xin phép là chia sẻ trao đổi về uh, chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết đanh thì uh, sau cái phần này thì chúng ta sẽ đến cái phần là hỏi đáp đúng không ạ sau cái xin, chúng tôi xin lỗi là sau cái một phần nữa là về uh, về chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết đanh thì chúng ta sẽ đến phần hỏi đáp thì cũng mong quý vị thầy cô và quý vị đồng nghiệp là chuẩn bị sẵn câu hỏi để khi mà vào phần hỏi đáp thì chúng ta có các nội dung có thể chia sẻ được chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Quốc Thái đã chia sẻ xong phần nội dung của mình. Sau đây chúng ta các anh chị sẽ có 15 phút để nghỉ giải lao trước khi tiếp đến vào nội dung tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Thì anh chị sẽ nghỉ giải lao 15 phút nhé. Đúng 15:30 chúng ta à 15:00 chúng ta sẽ quay trở lại. Để học về um, nội dung hướng dẫn chăm sóc và theo dõi người bệnh sốt xuất, xuất huyết đanh do thạc sĩ Đỗ Thu Nga, điều dưỡng trưởng của Trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai chia sẻ. Anh chị sẽ nghỉ giải lao 15 phút nhé. 15 giờ 00 không không, chúng ta quay lại học ạ. anh chị có một số câu hỏi mà đặt cho thầy Thái thì anh chị có thể comment vào mục chat và sau cái phần nội dung bài giảng của cô Nga thì thầy Thái và cô Nga sẽ giải đáp thắc mắc cho các anh chị. vâng xin mời quý anh chị học viên chúng ta quay trở lại để tiếp tục nội dung tiếp theo của bài học chiều nay mời các anh chị quay trở lại lớp học ạ Tiếp theo đây là chúng ta sẽ đến với nội dung về hướng dẫn chăm sóc và theo dõi người bệnh sốt xuất, xuất huyết đanh qua sự chia sẻ của thạc sĩ Đỗ Thu Nga trưởng phòng điều dưỡng điều dưỡng trưởng của trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai. Sau phần nội dung này chúng ta sẽ có phần thảo luận giải đáp thắc mắc của hai giảng viên chiều ngày hôm nay. Và sau phần thảo luận thắc mắc chúng ta sẽ có phần làm bài test cuối khóa. Anh chị sẽ làm bài test cuối khóa sau phần giải đáp thắc mắc. Anh chị lưu ý thời gian để làm bài test nhé. Vâng, sau đây em xin được uh, giới thiệu Hạc sĩ Đỗ Thư Nga, Điều dưỡng trưởng của Trung tâm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sẽ trình bày về nội dung, hướng dẫn, chăm sóc và theo dõi người bệnh sốt xuất huyết đanh. Xin trân trọng kính mời cô ạ. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức. Uh, xin kính chào quý thầy cô và quý uh, vị đồng nghiệp. Uh, em xin phép được uh, chia sẻ cái bài uh, chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết đanh. Uh, vừa rồi thì uh, quý uh, thầy cô và quý đồng nghiệp cũng đã được uh, nghe cái bài chia sẻ của thạc sĩ Thái về và chúng ta đã có một cái cái nhìn mà một cái bức tranh toàn cảnh về à, căn bệnh sốt xuất huyết đanh à, từ các cái cơ chế bệnh sinh cho đến à, vật trung gian truyền bệnh à, các cái vấn đề liên quan đến yếu tố dịch tễ học à, à, các cái uh, triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng à, các cái thể bệnh và các cái giai đoạn của bệnh sốt xuất huyết đanh à, thì um, em xin phép là sẽ nên, uh, trình bày nhanh về những cái vấn đề đó liên quan đến uh, chăm sóc người bệnh sốt xuất số huyết đanh. Uh, khi mà tiếp cận một cái ca người bệnh sốt xuất số huyết đanh thì uh, việc của điều dưỡng là uh, cần phải làm cái gì để uh, chăm sóc cho người bệnh được uh, tốt nhất. Uh, trước một cái ca bệnh sốt xuất số huyết đanh thì uh, việc đầu tiên là người bệnh uh, phải nhận định và đánh giá được cái tình trạng của người bệnh. Uh, khi mà tiếp cận người bệnh thì uh, việc đầu tiên điều dưỡng phải xác định được là cái người bệnh sốt xuất số huyết đanh này đang ở trong cái giai đoạn và ở, ở thể nào của bệnh à, xem là người bệnh đang ở cái giai đoạn uh, sốt hay là giai đoạn uh, nguy hiểm à, để vào cái thể bệnh thì là ở thể sốt xuất huyết thông thường hay là thể sốt xuất huyết cảnh báo hay là sốt xuất huyết nặng để chúng ta có thể đưa được ta những cái kế hoạch chăm sóc cho phù hợp với tình trạng của người bệnh chúng ta sẽ phải đánh giá chi giác của người bệnh xem là người bệnh này có tỉnh táo tiếp xúc tốt không à, bệnh nhân uh, có thể hay là bệnh nhân tiếp xúc chậm hay là bệnh nhân vật vã uh, ly bì hay là bệnh nhân uh, có rối loạn uh, chi giác hay là bệnh nhân có thể có co giật để chúng ta xác định được các cái uh, thể bệnh và các cái giai đoạn của bệnh uh, chúng ta cũng cần phải đánh giá tình nhiệt độ của người bệnh thông qua cái việc là chúng ta đo thân nhiệt của người bệnh để xác định xem là bệnh nhân đang ở trong cái giai đoạn là sốt cao hay là bệnh nhân đang ở trong cái giai đoạn hạ thân nhiệt bởi vì là uh, trong cái bệnh cảnh sốt xuất huyết thì cũng có một cái giai đoạn là người bệnh có hạ thân nhiệt nên là chúng ta cần phải theo dõi sát nhiệt độ của người bệnh uh, và chúng ta sẽ ngoài cái việc đo nhiệt độ cho người bệnh thì chúng ta cũng cần phải uh, đặt ra những cái câu hỏi cho người bệnh xem là uh, người bệnh đã là sốt ở ngày thứ mấy và nhiệt độ cao nhất mà người bệnh uh, uh, đo được là bao nhiêu độ và bệnh nhân khi mà sốt như thế thì người bệnh đã sử dụng những cái thuốc hạ sốt gì và đáp ứng với các cái thuốc này ra sao để chúng ta có thể có những cái hướng chỉ, xử trí tiếp theo cho nó phù hợp cho người bệnh. Tiếp theo đó là chúng ta cũng phải quan sát người bệnh và chúng ta đánh giá thể trạng của người bệnh, đo chiều cao cân nặng và tính chỉ số BMI bởi vì nó nó cũng sẽ có thể sẽ liên quan đến cái việc sau này hỗ trợ cho việc bác sĩ ra các cái chỉ định chuyển dịch tính thêm trên kg cân nặng của người bệnh. Chúng ta cũng cần phải đánh giá cái thể trạng này của người bệnh để sẵn sàng. À, bất kỳ lúc nào bác sĩ cũng có những cái thông tin liên quan đến à, chiều cao cân nặng của người bệnh để ra những cái chỉ định cho nó phù hợp với tình trạng của người bệnh chúng ta cũng quan sát à, da và niêm mạc của người bệnh để xem xem là bệnh nhân có các cái dấu hiệu của mất nước hoặc là à, bệnh nhân có thiếu dịch hay không hoặc là chúng ta cũng quan sát xem bệnh nhân có tình trạng phù hay không bởi vì trên thực tế lâm sàng thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều ca bệnh bệnh nhân sốt xuất huyết mà có cả phù cả hai chi dưới cái việc quan trọng nhất uh, khi mà đánh giá một cái bệnh nhân uh, nhiễm sốt xuất xuất, uh, bị sốt xuất, xuất huyết đanh thì cái việc quan trọng nhất là chúng ta phải đánh giá được cái tình trạng xuất huyết của người bệnh chúng ta sẽ đánh giá qua cái việc là chúng ta hỏi người bệnh chúng ta quan sát người bệnh và chúng ta thăm khám người bệnh chúng ta sẽ xem xem là bệnh nhân này có những cái biểu hiện xuất huyết ở trên da hay không những cái xuất huyết những cái ban xuất huyết này là hình thái của nó như thế nào vị trí của ban ra sao bởi vì thông thường thì người bệnh sốt xuất huyết thì những cái những cái sốt xuất huyết này là thường là khi mà căng da thì nó sẽ không mất đi và um, và nó sẽ tập trung đa phần ở cái mặt trong của uh, cẳng tay và cẳng chân thì chúng ta sẽ quan sát những cái ban như thế để xem là nó có những cái bất thường gì ở trong các cái ban này hay không. Chúng ta sẽ quan sát những cái nơi tiêm truyền của người bệnh xem có cái tình trạng mà bầm tím ở những cái nơi tiêm truyền hay không. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ hỏi bệnh nhân đặc biệt là các cái bệnh nhân là người nữ ấy, thì chúng ta cũng phải À, hỏi xem là bệnh nhân có những cái bất thường gì về kinh nguyệt hay không ví dụ như là trong cái thời điểm mà bệnh nhân đang bị sốt xuất huyết như này thì bệnh nhân có um, cái hiện tượng là uh, kinh nguyệt không đúng chu kỳ hay không hay là bệnh nhân đúng chu kỳ kinh nguyệt nhưng mà cái chu kỳ này nó lại kéo dài hơn bình thường hay là số lượng kinh nguyệt nó ra uh, số lượng nhiều hơn bình thường thì đấy cũng là những một trong những cái chỉ điểm của cái việc là bệnh nhân có sốt xuất huyết niêm mạc để chúng ta Um, theo dõi cho người bệnh cho nó sát và để tránh những cái biến chứng của sốt huyết nặng. Chúng ta cũng sẽ uh, hỏi người bệnh xem là bệnh nhân uh, để xem các cái uh, có cái biểu hiện rối loạn chi giác hay không, hay là bệnh nhân có những cái biểu hiện sốt hết huyết ở niêm mạc như là bệnh nhân có đi ngoài phân đen hay là bệnh nhân có nôn ra máu hay là uh, ho ra máu thì hiếm gặp hơn. thế thì chúng ta nhận định được cái mức độ uh, tình trạng xuất huyết của người bệnh ở cái mức độ như thế nào để chúng ta đưa ra những cái À, kế hoạch chăm sóc người bệnh cho phù hợp. Về đánh giá tình trạng hô hấp của người bệnh, thì chúng ta sẽ à, cũng um, chúng ta cũng cần phải đánh giá cái tình trạng hô hấp của người bệnh thông qua cái việc thăm khám và uh, quan sát cũng như hỏi người bệnh như là chúng ta sẽ quan sát uh, màu sắc của da, móng tay, móng chân của người bệnh xem là có bị tím hay không. Chúng ta sẽ quan sát, uh, chúng ta sẽ đến nhịp thở của người bệnh và quan sát cái cái kiểu thở cũng như là À, xem cánh mũi của bệnh nhân có phập phồng hay không, cái di động của lồng ngực có phù hợp với các nhịp thở hay không, để chúng ta đánh giá được tình trạng hô hấp của người bệnh. về à, tình trạng tuần hoàn thì chúng ta phải theo dõi rất sát mạch và huyết áp của uh, người bệnh, bởi vì như là uh, bác sĩ thái cũng chia sẻ là uh, cái vấn đề mà huyết áp của nhịp mạch của người bệnh mà trong trường hợp mà bệnh nhân không có sốt mà mạch lạnh nhanh thì đấy cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ đưa bệnh nhân đến cái cái nguy cơ sốc để chúng ta phải um, phát hiện được những cái tiền sốc để chúng ta xử trí bệnh nhân kịp thời cũng tương tự như vậy thì huyết áp cũng phải được theo dõi và xử trí từ sớm để tránh trường hợp bệnh nhân đã đi vào sốc thì cái việc mà khả năng mà uh, cấp cứu người bệnh rất là khó khăn thứ hai là chúng ta sẽ phải theo dõi số lượng nước tiểu 24 giờ chúng ta nếu như người bệnh uh, uh, tự đi uh, tiểu thì chúng ta sẽ hỏi người bệnh xem là để đánh giá xem bệnh nhân có bị đi tiểu ít hay không để đánh giá xem bệnh nhân có ở trong cái tình trạng sốt xuất huyết đánh dấu hiệu cảnh báo hay không uh, nếu như người bệnh mà uh, đi tiểu mà trên 3 giờ đặc biệt là trên 6 giờ mà không thể chưa thấy người bệnh đi tiểu thì đấy cũng là một trong những chỉ điểm là người bệnh có nguy cơ là đã tiểu ít và có dấu hiệu của sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo nên chúng ta cũng cần phải theo dõi sát cái số lượng nước tiểu trong 24 giờ của người bệnh À, đánh giá các cái dấu hiệu mất nước ở trên lâm sàng như là các cái nếp véo da hay là uh, cái tình trạng bệnh nhân khát nước hay là um, kiểm tra xem mắt của bệnh nhân có trũng hay không, môi có khô hay không để chúng ta tìm những cái dấu hiệu mất nước của người bệnh để có kế hoạch bù dịch cho bệnh nhân kịp thời. Về đánh giá tình trạng dinh dưỡng thì chúng ta sẽ uh, hỏi người bệnh xem là người bệnh uh, có tự ăn uống được hay không hoặc là chúng ta sẽ kiểm tra các phản xạ nuốt của người bệnh. Uh, nhiều, chúng ta sẽ hỏi xem là bệnh nhân hiện nay là đang ăn cái chế độ gì, bệnh nhân ăn cơm hay hay ăn cháo hay là bệnh nhân ăn những cái chế độ uh, theo bệnh lý của người bệnh và trong cái thời gian ốm thì bệnh nhân có uh, ăn uống cái, uh, cái 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 tình trạng ăn uống của bệnh nhân ấy có bệnh nhân có ăn giảm sút so với cái thời gian mà người bệnh có chưa bị bệnh hay không? Và đặc biệt là sau khi ăn thì bệnh nhân có cái tình trạng nôn nhiều hay không để chúng ta đánh giá cũng là một trong những tiêu chí để chúng ta phòng ngừa cái việc là bệnh nhân có giai đoạn uh, cảnh báo, nếu là bệnh nhân nhộn nôn nhiều mà với số lượng là với số lần là trên 3 lần trong một giờ hoặc là uh, trên 4 lần trong 6 giờ thì đấy là một trong những dấu hiệu của nguy cơ cảnh báo bệnh nhân ở uh, tình trạng sốt xuất huyết uh, nguy cơ uh, có dấu hiệu cảnh báo hoặc là bệnh nhân có tiêu chảy hay không bởi vì thực tế trên lâm sàng ấy thì rất nhiều ca bệnh nhân sốt xuất huyết thì lại có biểu hiện của tiêu chảy, bệnh nhân có sốt và có tiêu chảy cho nên là có rất có thể là dẫn đến những cái nhầm lẫn làm chẩn đoán bệnh nhân nhiễm trùng nhiễm được thức ăn nên cho nên là chúng ta cũng sẽ phải hỏi kỹ bệnh nhân về các cái biểu hiện tiêu chảy xem số lần số lượng cũng như là tính chất phân của người bệnh uh, trong mỗi lần tiêu chảy như thế nào để chúng ta có những xử uh, trí kịp thời ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ đánh giá các cái tình trạng khác của người bệnh uh, đánh giá các cái bất thường ở các cái cơ quan như là cơ quan thận hay là uh, cơ xương khớp hay là các cái vấn đề khác liên quan đến các cái bệnh lý nhiễm trước đây của người bệnh À, chúng ta cũng sẽ đánh giá cái sự hiểu biết của người bệnh về cái căn bệnh xuất huyết này để chúng ta có những kế hoạch tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh cho phù hợp và đặc biệt là các cái vấn đề tâm lý, giấc ngủ của người bệnh hay là những vấn đề mà người bệnh còn đang lo lắng để chúng ta can thiệp kịp thời à, chúng ta cũng cần phải À, đánh giá kiểm tra những cái dấu hiệu nhiễm trùng để chúng ta loại trừ những cái nhiễm trùng bộ nhiễm của người bệnh bị khi bị sốt xuất huyết đăng xem là kiểm tra xem bệnh nhân có môi khô lưỡi bẩn hay không hay là bệnh nhân ho ho có đờm hay là bệnh nhân có tức tức ngực đau người hay không để chúng ta loại trừ những cái yếu tố bộ nhiễm ở trên người bệnh sốt xuất huyết đăng chúng ta cũng cần phải hỏi kỹ bệnh nhân những cái thông tin nó liên quan đến các cái yếu tố truyền nhiễm đặc thù dịch tễ học như là À, ở trong cái giai đoạn bệnh nhân bị bệnh thì ở những cái người xung quanh bệnh nhân như những nơi bệnh nhân sinh sống hoặc là những nơi bệnh nhân làm việc ấy thì có những cái người bệnh mà cũng mắc sốt xuất số huyết hay không? Đặc biệt là trong cái giai đoạn này là chúng ta đang à, trải qua cái à, dịch covid 19 thì chúng ta cũng phải loại trừ những cái vấn đề mà bệnh nhân à, nhiễm covid 19 à, bằng việc là chúng ta phải hỏi ngoài các cái biểu hiện sốt à, đau người đau mình mẩy mệt mỏi thì bệnh nhân có những cái biểu hiện gì về của đường hô hấp hay không? hoặc là bệnh nhân có um, mất gửi hoặc là bệnh nhân có khàn tiếng hay không để chúng và bệnh nhân đã từng mắc mắc covid hay chưa hoặc là bệnh nhân đã được tiêm vaccine phòng covid hay chưa và được tiêm bao nhiêu mũi rồi đấy là những cái yếu, yếu tố mà các cái bệnh truyền nhiễm uh, đang đang um, lưu hành thì chúng ta cũng cần phải uh, uh, hỏi kỹ người bệnh để có những cái thông tin quan trọng uh, giúp đỡ cho cái việc mà chẩn đoán điều trị của bác sĩ cũng như là theo dõi người bệnh chúng ta cũng cần phải hỏi người bệnh À, các cái bệnh à, nền của người bệnh, những cái bệnh kèm theo ví dụ như bệnh nhân có thể có bệnh tiểu đường hay là bệnh nhân có bệnh uh, tim mạch uh, để, vì nó liên quan đến cái việc là những cái thuốc mà người bệnh đã dùng ví dụ như là các cái thuốc hạ sốt người bệnh đã dùng trong uh, trong thời kỳ bệnh nhân bị sốt hoặc là những cái thuốc mà tim mạch có thể là bệnh nhân có những cái thuốc chống đông mà bệnh nhân đang sử dụng thì chúng ta cũng cần phải có thông tin để nó liên quan đến sau này uh, chúng ta À, sẽ cảnh báo những cái việc mà những cái thuốc chống đông này nó có thể kết hợp với cả cái việc giảm tiểu cầu của bệnh sốt xuất huyết đang mà nó làm cho các cái triệu chứng có thể nguy cơ nặng lên thì chúng ta cũng cần phải có thông tin được đó. đó. Hoặc là những cái bệnh nhân à, tiểu đường hoặc là bệnh nhân có đang dùng metformin thì nó cũng liên quan đến những cái việc mà à, quyết định dịch à, sử dụng dịch truyền của bệnh nhân sau này à, khi mà bác sĩ à, dùng để bù dịch cho người bệnh nên chúng ta cũng cần phải khai thác kỹ những cái tiền sử. Uh, sử dụng thuốc của người bệnh uh, và có những cái bệnh nền đi kèm. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải hỏi thêm các cái tiền sử dị ứng của người bệnh, xem là bệnh nhân có dị ứng với với uh, thuốc hay không. Đặc biệt là những cái thuốc mà sẽ sử dụng nhiều trong uh, cái giai đoạn bệnh nhân bị sốt xuất đăng như là bệnh thuốc hạ sốt hay là bệnh nhân có tiền sử dị ứng với thức ăn hay là uh, thời tiết thì để chúng ta có những cái dấu hiệu cảnh báo uh, để phòng ngừa những cái nguy cơ mà bệnh nhân có thể xảy ra cái tình trạng dị ứng hoặc là phản vệ khi mà chúng ta sử dụng thuốc cũng như thức ăn và các cái biện pháp chăm sóc người bệnh khi mà người bệnh điều trị tại bệnh phòng. À, ngoài ra thì chúng ta sẽ tham khảo hồ sơ bệnh án để chúng ta có thêm các cái thông tin về chẩn đoán của người bệnh, các cái chỉ định về thuốc về dịch truyền hoặc là uh, truyền máu của người bệnh cũng như là các cái uh, uh, xét nghiệm và các cái yêu cầu theo dõi và chăm sóc khác từ bác sĩ điều trị. À, sau khi mà chúng ta đã thăm khám và nhận định người bệnh một cách kỹ lưỡng thì chúng ta có thể đưa ra những cái chẩn đoán điều dưỡng à, với một cái ca bệnh sốt xuất huyết đanh có thể có những cái chẩn đoán như là thoát huyết tương và cô độc máu liên quan đến tính thấm thành mạch chảy máu liên quan đến rối loạn đông máu sốt liên quan đến nhiễm virus nguy cơ choáng liên quan đến giảm thể tích tuần hoàn hay là nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng liên quan đến bệnh nhân ăn uống kém à, và cuối cùng là có thể là những cái chẩn đoán như người bệnh lo lắng mệt mỏi liên quan đến bệnh tật và thiếu kiến thức của người bệnh về bệnh sốt xuất huyết đanh. Từ những cái chẩn đoán điều dưỡng đưa ra, chúng ta đã xác định được những cái vấn đề cần chăm sóc cũng như là các yếu tố nguy cơ trên người bệnh thì chúng ta sẽ đưa được ra những cái kế hoạch chăm sóc phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Chúng ta phải đưa ra những kế hoạch về đảm bảo thông khí, duy trì tuần hoàn, kiểm soát về thân nhiệt, theo dõi các theo dõi và xử trí các cái dấu hiệu của xuất huyết, À, thực hiện các y lệnh của bác sĩ như là về theo dõi dấu hiệu sinh tồn và phát hiện các cái bất thường để xử lý kịp thời đưa ra các kế kế hoạch về chăm sóc hệ thống cơ quan và nuôi dưỡng người bệnh và cuối cùng là chúng ta cũng cần phải hướng dẫn à, nội quy và tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh để cho người bệnh an tâm điều trị về thực hiện kế hoạch chăm sóc mà chúng ta đã đưa ra những kế hoạch thì chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch chăm sóc à, theo các cái giờ nhất định Uh, phù hợp với cả tình trạng bệnh của người bệnh về đảm bảo thông khí thì với một ca bệnh sốt xuất huyết thông thường chúng ta có thể để cho bệnh nhân nằm ở tư thế mà bệnh nhân cảm thấy thoải mái nhất thế uh, tuy nhiên thì trên những người bệnh mà có sốc thì chúng ta lại phải chủ động cái việc mà uh, sắp xếp tư thế cho người bệnh cũng như là theo dõi và đảm bảo thông khí cho người bệnh như là chúng ta uh, sẽ đặt cho bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa và đầu nghiêng sang một bên để tránh cho bệnh nhân bị sặc các, các chất nôn, chất nôn vào trong đường hô hấp. Thứ hai là nếu mà trong trường hợp bệnh nhân mà có ứ động đường dãi thì chúng ta cần phải đặt con lên mê ơ và hút đường dãi để thông thoáng đường thở cho người bệnh. Và 100% thì những bệnh nhân mà có sốc thì chúng ta sẽ phải cho bệnh nhân thở oxy, liều lượng oxy uh, tùy tình trạng uh, suy, uh, suy, hô hấp của người bệnh và theo chỉ theo chỉ định của bác sĩ. Nếu như bệnh nhân có cơn ngừng thở thì chúng ta có thể phải bóp bóng ăn ambu hoặc là chúng ta có thể phụ bác sĩ đặt ống nội khí quản để đảm bảo um, đường thông thoáng đường thở cho người bệnh. À, chúng ta phải theo dõi liên tục à, theo dõi sát cái nhịp thở cũng như tình trạng tăng tiết sự tím da, môi và đầu ngón à, cho người bệnh à, theo tần suất tùy với tình trạng người bệnh có thể là 30 phút một lần hoặc là 1 giờ hoặc là 3 giờ một lần về à, vấn đề duy trì tuần hoàn thì như à, ban đầu tôi cũng đã chia sẻ thì à, cái việc theo dõi tuần hoàn là à, chúng ta phải Uh, đo mạch và huyết áp ngay khi tiếp nhận người, người bệnh và bất kỳ khi nào mà chúng ta thấy có các dấu hiệu bất thường thì chúng ta để phải báo cho bác sĩ điều trị để xử trí kịp thời uh, chúng ta phải bù cho bệnh nhân uh, dịch tốt nhất là bằng đường uống cho bệnh nhân uống oralon và uống càng sớm và càng nhiều thì càng tốt tuy nhiên thì cũng có những trường hợp bệnh nhân Uống Orezon thì người bệnh không không uống được và bệnh nhân bị nôn khi mà uống Orezon à, do thói quen thì chúng ta có thể cho cho bệnh nhân uống bất kỳ một cái dung dịch gì có thể uống nước thường hay là nước hoa quả à, loại trừ các cái nước mà có màu như bác sĩ Thái cũng đã chia sẻ vì nó sẽ dễ làm cho chúng ta nhầm lẫn với các trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa à, và à, miễn là chúng ta bù được à, dịch bằng đường uống cho người bệnh là tốt nhất. Nếu như trong trường hợp người bệnh không uống được hoặc là bệnh nhân nôn quá nhiều hoặc là bệnh nhân có cái hiện tượng là cô đặc máu thì chúng ta sẽ có khả năng sẽ phải truyền dịch cho người bệnh theo cái pháp theo chỉ định của bác sĩ thì đó chúng ta sẽ phải chuẩn bị các cái dịch truyền và các cái dụng cụ để thực hiện y lệnh của bác sĩ và quan trọng nhất là chúng ta phải kiểm soát cái tốc độ dịch truyền bởi vì là bệnh nhân sốt xuất huyết thì có cái giai đoạn thoát huyết tương là trong khoảng 24 đến 48 giờ như bác sĩ Thái đã chia sẻ thì chúng ta sẽ phải bù dịch cho bệnh nhân um, thật là hiệu quả trong cái giai đoạn này tuy nhiên thì không phải là chúng ta truyền càng nhanh và càng nhiều thì càng tốt mà nó sẽ phải tùy trạng vào tình trạng của người bệnh bởi vì là uh, trong cơ chế của sốt xuất huyết thì có một cái giai đoạn là bệnh nhân sẽ có tái hấp thu cho nên là nếu mà chúng ta không kiểm soát được tốc độ dịch truyền phù hợp với tình trạng người bệnh thì rất có nguy cơ là bệnh nhân sẽ quá tải dịch uh, biểu hiện là bệnh nhân sẽ có phù mi mắt rồi là có thể có những cái biểu hiện nặng hơn nguy hiểm đến tính à, mạng của người bệnh vì vậy mà cái việc mà chúng ta thực hiện y lệnh truyền theo đúng tốc độ truyền của uh, bác sĩ cho y lệnh thì đấy là một cái việc mà cũng rất chúng ta hết sức là lưu ý đối với người bệnh sốt xuất huyết tăng thì có những cái giai đoạn bệnh nhân đi vào sốc thì uh, uh, cái tốc độ dịch truyền có thể lên đến 40 đến 60 ml trên kg cân nặng trong một giờ và có thể là có những bệnh nhân mà chúng tôi cũng phải dùng bơm tiêm để bơm thật nhanh vào trong tĩnh mạch của người bệnh cho nên là đối với những bệnh nhân sốt huyết đang thì khi mà lấy ven thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta lựa chọn những cái tĩnh mạch lớn để và chúng ta phải sử dụng những cái cái kim truyền cỡ lớn để mà trong trường hợp mà cấp cứu người bệnh chống sốc cho người bệnh thì chúng ta sẽ phải truyền dịch với một cái số lượng lớn và một cái tốc độ tối đa nên là chúng ta sẽ thì khi đó là cái những cái việc mà lựa chọn tĩnh mạch lớn đấy là một cái giải pháp tối ưu để chúng ta có thể cấp cứu người bệnh kịp thời chúng ta có sẽ theo dõi mạch với app uh, cho người bệnh uh, theo tần suất uh, từ 30 phút hoặc 1 giờ hay 3 giờ hay uh, kéo dài hơn uh, tùy thuộc với tình trạng người bệnh để làm sao mà đảm bảo là chúng ta sẽ phát hiện sớm được các cái dấu hiệu tiền sốc của người bệnh đặc biệt là trong cái giai đoạn nguy hiểm của người bệnh từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy của bệnh và chúng ta có thể là sẽ nếu cần thiết thì chúng ta sẽ phụ giúp cho bác sĩ đặt catheter tĩnh mạch trung tâm để theo dõi CVP nếu như bệnh người bệnh có sốc tuy nhiên thì cái việc mà uh, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ở trên người bệnh sốt xuất huyết cũng là một cái thủ thuật chúng ta cần phải cân nhắc như bác sĩ Thái đã chia sẻ bởi vì nó cũng có những cái nguy cơ nhất định dẫn đến là cái tình tăng cái tình trạng tăng nặng cái tình trạng sốt huyết của người bệnh. Và về cái phần kiểm soát thân nhiệt của người bệnh thì chúng ta phải theo dõi thân nhiệt của người bệnh sát là đo nhiệt độ của người bệnh 2 đến 3 giờ một lần hoặc là chúng ta sẽ phải đo lại nhiệt độ của người bệnh sau khi mà chúng ta dùng thuốc hạ sốt cho người bệnh nếu như người bệnh có sốt thì chúng ta sẽ chườm ấm cho người bệnh và cho người bệnh uống nhiều nước chúng ta sẽ nối lỏng quần áo người bệnh cho người bệnh nằm ở phòng thông thoáng và chúng ta sẽ phải sử dụng thuốc paracetamol đơn chất theo y lệnh của bác sĩ với liều là từ 10 đến 15 mg trên kg cân nặng trong một lần và trong một giờ ngày ngày thì chúng ta có thể dùng bốn đến sáu lần và lưu ý là không quá 6 lần trong 24 giờ Thế, và nếu khi mà chúng ta dùng thuốc hạ sốt mà bệnh nhân hạ sốt mà có hiện tượng um, bệnh nhân đổ mồ hôi rất là nhiều thì chúng ta cũng phải lưu ý là lau khô mồ hôi cho người bệnh và thay quần áo cho người bệnh để tránh cái việc mà bệnh nhân sẽ bị uh, quần áo ướt ng ngấm lạnh của người bệnh và bệnh nhân có thể bị bội nhiễm uh, chúng, nếu còn trong trường hợp mà người bệnh bị uh, có dấu hiệu hạ thân nhiệt thì chúng ta sẽ phải dùng các cái biện pháp là ủ ấm cho người bệnh và chúng ta cho bệnh nhân ăn hoặc là uống những cái dung dịch mà có ấm để duy trì thân nhiệt trong người bệnh chúng ta cần phải theo dõi và xử trí kịp thời các cái tình trạng sốt huyết của người bệnh như là các cái biểu hiện sốt huyết như tôi đã chia sẻ ở cái phần nhận định, định người bệnh xin lỗi chắc là quá thời gian release like that line. Uh, xin lỗi quý ông nghiệp uh, có một chút trục trặc ạ ban uh, tổ chức đang uh, xử lý ạ. Vâng, xin lỗi quý thầy cô và quý đồng nghiệp vì có một chút trục trọng ạ. Em xin phép được uh, tiếp tục cái bài uh, chia sẻ của mình. Um vâng em xin tiếp tục về phần theo dõi và xử trí các cái sốt huyết của người bệnh thì uh, chúng ta cần phải theo dõi các cái tiền, tiến triển sốt huyết của người bệnh từ cái việc mà sốt uh, huyết ở trên da cho đến xuất huyết lên mạc và đặc biệt là các cái biểu hiện của xuất huyết nội tạng như bệnh nhân có nôn ra máu hay đi ngoài phân đen uh, để xử trí kịp thời và chúng ta cũng cần phải đưa ra những cái hướng dẫn uh, cho người bệnh uh, xử trí tự xử trí hoặc là chúng ta sẽ hỗ trợ cho người bệnh xử trí khi mà bệnh nhân chảy máu ví dụ như bệnh nhân chảy máu trên răng thì chúng ta sẽ tư vấn cho người bệnh sử dụng các cái dung dịch súc uh, miệng, uh, sát khuẩn miệng để thay thế cho cái việc bệnh nhân phải đánh răng để hạn chế cái việc chảy máu chân răng. hoặc là với trường hợp bệnh nhân chảy máu cam thì uh, bệnh nhân sẽ nằm ở những cái tư tư thế phù hợp để để ngừng cái việc chảy máu. còn nếu trong trường hợp bệnh nhân chảy máu nhiều quá thì chúng ta có thể uh, báo bác sĩ để cho bệnh, bệnh nhân đi nhét mét trước sau hoặc là có thể có con thiệp nội soi để cầm máu cho người bệnh. À, thực hiện các y lệnh chăm sóc của người của bác sĩ chính xác về kịp thời về thuốc thì chúng ta tuyệt đối là xin nhắc lại là tuyệt đối chúng ta không sử dụng các cái thuốc hạ sốt như là aspirin hay là à, nhóm ibuprofen để vì nó sẽ làm tăng nguy cơ xuất huyết của người bệnh thứ hai là à, thực hiện các cái chỉ định xét nghiệm như là lấy máu theo dõi hematocrit và tiểu cầu hàng ngày hoặc là hàng giờ tùy thuộc vào tình trạng của người bệnh để có những cái à, thông số liên quan đến uh, cho việc bác sĩ quyết định uh, cái việc truyền dịch hay là truyền máu cho người bệnh thực hiện các y lệnh truyền máu của người bệnh như là truyền khối hồng cầu hoặc là khối tiểu cầu à, theo dõi các cái chất bài tiết của bệnh nhân như là các cái số lượng nước tiểu về chất nôn và chất và xuất huyết về số lượng với tính chất của chất nôn và xuất huyết theo dõi các cái tình trạng chi giác trong sốc như là để đánh giá các cái diễn biến của người bệnh hay là bệnh nhân diễn biến đi có dấu hiệu tiền sốc hay là sốc hay là bệnh nhân thoát sốc hay không à, và chúng ta cũng cần phải chuẩn bị uh, phụ giúp bác sĩ chọc dịch uh, nếu như trong trường hợp bệnh nhân có tràng dịch bằng phổi hoặc là bằng bụng nhiều về chăm sóc hệ thống các cơ quan thì uh, với người bệnh sốt xuất sức huyết thì chúng ta chỉ cần cho người bệnh nghỉ ngơi ở các phòng thoáng mát và yên tĩnh để bệnh nhân có thời gian để tĩnh dưỡng trong các trường hợp bệnh nhân có co giật và bứt rứt thì chúng ta có thể cho bệnh nhân sử dụng thức ăn thần theo y lệnh sau khi mà đã loại trừ những cái yếu tố liên quan đến là bệnh nhân co giật do uh, xuất, xuất huyết uh, não và chúng ta cũng cần lưu ý là với người bệnh sốt xuất, xuất huyết thì chúng ta hạn chế các cái thủ thuật gây chảy máu à, nó sẽ làm tăng thêm nguy cơ xuất huyết của người bệnh chúng ta chăm sóc cho người bệnh về cả cái vấn đề vệ sinh thân thể cho người bệnh như là vệ sinh da à, vệ sinh mắt à, và đặc biệt là những cái vùng da mà có ban xuất huyết thì chúng ta cũng hướng dẫn cho bệnh nhân vệ sinh da để tránh các cái bộ nhiễm à, khi mà bệnh nhân có xuất à, chảy máu chân răng thì à, vệ sinh răng miệng cho phù hợp hoặc là các cái khi mà bệnh nhân có nôn hoặc là bệnh nhân có tiêu chảy thì chúng ta cũng cần phải à, thay à, tẩy uế các cái chất bài tiết này và à, thay đồ vải cho bệnh nhân để chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh thì với người bệnh sốt xuất huyết thì cái chế độ ăn của người bệnh cũng không quá là phải kiêng khen kiêng khem khắt khe tuy nhiên thì với người bệnh sốt xuất huyết thì nguy cơ của bệnh nhân là thoát huyết tương và thiếu dịch vì vậy mà chúng ta cũng nên cân nhắc lựa chọn cho bệnh nhân ăn những cái chế độ ăn loãng để cho bệnh nhân thứ nhất là cái dễ tiêu thứ hai là bệnh nhân bù được những cái lượng dịch qua cái đường ăn uống của người bệnh à, khi mà người bệnh ăn mệt mỏi và ăn uống kém thì chúng ta cũng cần cho bệnh nhân ăn chia nhiều bữa ăn ít một để nâng cao thể trạng cho người bệnh và có thể cho bệnh nhân ăn thêm trái cây hoặc là à, uống thêm sữa nếu như trong trường hợp bệnh nhân nặng không thể tự ăn uống được thì chúng ta đặt sông dạ dày hoặc là truyền tĩnh mạch để duy trì dinh dưỡng cho người bệnh và chúng ta cũng lưu ý là với bệnh nhân sốt xuất huyết thì chúng ta không nên cho bệnh nhân ăn các cái thức ăn có màu đỏ như là sô cô la hoặc là thanh long đỏ để tránh nhầm lẫn với cả cái biểu hiện xuất huyết tiêu hóa của người bệnh và cuối cùng là chúng ta sẽ thực hiện là giáo dục sức khỏe động viên tinh thần và an ủi người bệnh yên tâm điều trị chúng ta hướng dẫn cho nội quy khoa phòng và cho bệnh nhân và cho người bệnh để cho bệnh nhân yên tâm điều trị và phối hợp với nhân viên y tế hướng dẫn cho bệnh nhân những cái theo dõi và phát hiện những cái biểu hiện nặng để báo cáo kịp thời tới nhân viên y tế và chúng ta cũng cần tư vấn cho người bệnh ở các cái phòng cách mà phòng tránh um, mũi đốt đấy là những cái vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết kể cả người bệnh đã nhiễm bệnh rồi thì chúng ta cũng cần phải tư vấn để bệnh nhân tránh mũi đốt để làm giảm cái việc mà truyền bệnh từ bệnh từ người bệnh sang người lành uh, bệnh nhân cũng cần uh, như là chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta um, diệt loang quang bạo gậy um, vệ sinh các cái môi trường làm um, giảm những cái nơi mà để mũi sinh sản thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái biện pháp để, để tránh mũi đốt như là chúng ta nằm màn kể cả kể cả ban ngày thì chúng ta cũng nên nằm màn nếu như có điều kiện bởi vì là mũi rất rất đanh thì thường là sẽ truyền bệnh vào buổi sáng sớm và buổi chiều tối vì vậy mà chúng ta uh, tối đa sử dụng màn nếu chúng ta có có thể sử dụng được và chúng ta cũng có thể dùng các biện pháp như là À, các cái um, thuốc xịt uh, côn trùng hoặc là uh, các cái biện pháp như chúng ta mặc quần áo dài tay hay là uh, dùng hương mũi hoặc là các cái vợt mũi để chúng ta hạn chế cái việc uh, mũi đốt. Sau khi mà thực hiện kế hoạch chăm sóc cho người bệnh thì chúng ta cần phải đánh giá lại người bệnh. Một cái người bệnh được đánh giá là chăm sóc tốt nếu như mà uh, người bệnh các cái triệu chứng của người bệnh được cải thiện, người bệnh thấy dễ chịu hơn như là nhiệt độ thì giảm uh, hơn bệnh nhân uh, đỡ đau đầu đau mình mẩy bệnh nhân ăn uống được hơn và số lượng nước tiểu cũng nhiều hơn và đặc biệt là bệnh nhân không có các cái biểu hiện biến chứng nặng như là sốt huyết tiêu hóa hoặc là tràn dịch các màng à, và nếu như trong trường hợp bệnh nhân có có đi vào sốc thì chúng ta cũng phát hiện sớm các dấu hiệu tiền sốc và bệnh nhân không đi vào không đi rơi vào sốc. Vâng và trên đây là bài chia sẻ của em về một kế hoạch chăm sóc người bệnh trên một ca lâm sàng cụ thể à, xin cảm ơn quý thầy cô và quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe vâng xin nhường lời lại cho ban tổ chức ạ vâng xin cảm ơn cô nga đã chia sẻ về nội dung chăm sóc và theo dõi người bệnh sốt xuất huyết đang sau đây thì đến phần giải đáp và thảo luận giải đáp một số thắc mắc của các anh chị học viên các anh chị học viên có câu hỏi gì dành cho hai thầy cô thì các anh chị có thể comment vào mục chat trong zoom để các thầy cô có thể giải đáp ạ anh chị có thể đặt câu hỏi cho thầy cô vào phần mục chat của Zoom nhé vâng thì chúng tôi cũng sẽ lần lượt trả lời dần đúng không ạ vâng thì tôi nhìn ở trong cái mục chat này thì thấy bắt đầu câu hỏi đầu tiên là trong dấu hiệu nguy hiểm sốt số xuất huyết thì thế nào là tiểu cầu giảm nhanh chóng đúng không ạ thế thì thực ra thì cái việc mà chúng ta nói đến trong y khoa ấy, rất là nhiều các biểu hiện ấy, thì nếu như chúng ta lượng hóa được thì rất là tốt tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta nói đến tiểu cầu giảm nhanh chóng thì là một trong những cái mà gây tranh cãi hiện nay rất là nhiều và không lượng hóa được do vậy thì trong trường hợp này ấy, thì chúng tôi cũng xin phép chia sẻ kinh nghiệm là thế nào là tiểu cầu giảm nhanh chóng tiểu cầu giảm nhanh chóng thì nó là đi qua cái giai đoạn sốt đi vào giai đoạn nguy hiểm thì tiểu cầu đã tụt xuống dưới 50 gigalit đúng không ạ thì đó là tiểu cầu giảm nhanh chóng Thế thì thông thường sau 3 ngày của giai đoạn sốt mà tiểu cầu đã đi xuống dưới 50 gigalit rồi thì chúng ta xác định là đây là tiểu cầu giảm nhanh chóng thôi, đúng không ạ? Thế thì đấy là cái mà rất là dễ để cho chúng ta hình dung. Tuy nhiên thì trên lâm sàng rất nhiều người tranh cãi và bảo là tiểu cầu giảm nhanh chóng là tiểu cầu phải giảm xuống dưới 5 gigalit sau 3 ngày của giai đoạn sốt. Thì ở đây thì chúng tôi cũng xin phép là dừng ở đoạn là 50 sau 3 ngày giai đoạn sốt mà tiểu cầu giảm xuống dưới 50 gigalit là giảm nhanh chóng rồi. Thế thì câu thứ hai là um, nói về vấn đề là dị ứng paracetamol. Thì ở phía bên dưới cũng có một số câu nói về vấn đề dị ứng paracetamol. Thì khi mà bệnh nhân sốt xuất huyết đanh mà có cái tình trạng từ trước, có cái bệnh nền từ trước là dị ứng paracetamol thì làm thế nào? Thì cũng xin phép chia sẻ với quý thầy cô các vị đồng nghiệp là gì? là uh, trong bệnh sốt xuất huyết đanh thì chúng ta điều trị triệu chứng là chính triệu chứng là chủ yếu thì khi có sốt thì chúng ta hạ sốt nhưng không phải chỉ có paracetamol mới là thuốc để hạ sốt mới là biện pháp để chúng ta hạ sốt bên cạnh paracetamol còn nhiều thuốc khác cũng có tác dụng hạ sốt chúng ta ví dụ vắt lá nhọn nồi để uống ví dụ cao nhọn nồi để uống ví dụ cảm xuyên hương để uống trước đây tôi cũng đã từng bị sốt xuất huyết bản thân tôi cũng chỉ có điều trị bằng cảm xuyên hương thôi mặc dù rất là mệt nhưng mà thực sự là dùng cảm xuyên hương cũng vẫn điều trị được sốt xuất huyết nói vậy để chúng ta hiểu là không phải là chúng ta máy móc và cứ dùng paracetamol không phải dị ứng paracetamol rồi vẫn cứ cố tình để dùng paracetamol để dẫn đến tình trạng dị ứng nặng hoặc ngược lại là chúng ta là không dùng paracetamol chúng ta dùng sang các thuốc mà hiện nay được khuyến cáo là không sử dụng trong sốt xuất số huyết đanh như là aspirin như là ibuprofen thì chúng ta chú ý như vậy bên cạnh cái việc là dùng thuốc thì chúng ta còn có các biện pháp hạ nhiệt vật lý khác ví dụ như là lau người cởi quần áo và chúng ta lau toàn bộ cơ thể bằng nước ấm nó sẽ giúp là nước bay hơi và làm cho cơ thể thoát nhiệt làm giảm được cái nhiệt độ cơ thể thì đấy cũng là cái biện pháp chúng ta điều trị và chúng ta luôn luôn lưu ý là gì là trong bệnh sốt xuất huyết đanh thì sốt là hữu hạn là chỉ có một cái số ngày nhất định chứ không phải là sốt mãi mãi không phải là sốt nhiều ngày để chúng ta quá lo lắng sốt chỉ trong một cái thời gian ngắn là 3 ngày 5 ngày thì chúng ta cố gắng có thể kết hợp một bên là các thuốc ngoài paracetamol một bên là các biện pháp hạ nhiệt vật lý đúng không? Thế ở đây cái câu tiếp theo vâng ở đây có câu tiếp theo nói về vấn đề là CRP vâng thế thì ý nghĩa của CRP thế nào ở trong bệnh sốt xuất huyết đanh nói chung cũng như là các bệnh khác đặc biệt các bệnh do virus thì ở đây chúng tôi nhấn mạnh là thường thì bác sĩ trước đây chúng tôi cũng chỉ có dùng là khám lâm sàng bằng tay cộng với cả công thức máu nhưng hiện nay thì xét nghiệm mỗi ngày một thuận lợi thì rất nhiều bác sĩ là có cơ hội là chúng ta theo dõi được CRP Thế thì CRP nó phản ánh trung thành mức độ nặng của bệnh. Tức là trong những trường hợp sốt xuất huyết đanh nói riêng cũng như là hội chứng nhiễm virus cấp tính nói chung cứ CRP tăng cao là bệnh có tiến triển đang ở cái mức độ mà chúng ta cần phải lưu tâm, cần phải quan tâm. Thế thì CRP là bao nhiêu thì chúng ta cần phải lo lắng. Thì nếu như CRP dưới 10 thì nó vẫn là phù hợp với các cái căn nguyên do virus gây ra thì nếu như mà CRP dưới 10 thì chúng ta vẫn là xử trí như những cái trường hợp thông thường khác. Tuy nhiên trong trường hợp mà CRP trên 10, ở đây chúng tôi xin phép nói luôn là đơn vị là mg trên decilit. Trên 10 mg trên decilit thì chúng ta làm gì? Trong trường hợp đó thì rất có khả năng là nó còn kém theo các cái tác nhân ví dụ như là bội nhiễm vi khuẩn. Nên khi mà CRP tăng cao quá, ví dụ đây lấy ngưỡng là 10 thì chúng tôi thường là hay tìm thêm các nguyên nhân bội nhiễm vi khuẩn để chúng ta có thể chúng ta phải bao vây nguyên nhân bội nhiễm vi khuẩn dạ Vâng ạ, xin thầy Thái đọc luôn câu hỏi để em đọc câu hỏi cho các anh chị cùng nhìn câu hỏi luôn nhé vâng. Dạ vâng, tiếp theo có một câu hỏi là về trường hợp ngứa như da nhiều ở bệnh nhân sốt xuất huyết thì xin thầy có thể nói rõ hơn về tình huống này ạ Vâng, thì ở bệnh nhân sốt xuất huyết ở giai đoạn là sốt bắt đầu lui và đi vào giai đoạn hồi phục thì thường bệnh nhân rất hay ngứa, ngứa tay, ngứa chân, đặc biệt là ngứa lòng bàn tay và lòng bàn chân. Gãi rất nhiều nhưng mà gãi không hết ngứa được. Đó. Thì những cái trường hợp đấy thì chúng tôi kinh nghiệm thì hay cho bệnh nhân sử dụng thêm thuốc kháng histamin. À, khả năng trong trường hợp này nó là cái à, tăng cái tính mẫn cảm ở đầu của các cái đầu mút cảm giác ở dưới da. Thế thì trong trường hợp như thế này thì sử dụng thuốc kháng histamin thì nó có hiệu quả. tiếp theo có một câu hỏi của một bạn học viên như sau một số bệnh nhân sốt xuất huyết cao liên sốt cao liên tục dị ứng với paracetamol thì dùng ibuprofen không? hay thuốc hạ sốt khác như thế nào ạ vâng thì cái câu mà nói về dị ứng paracetamol thì chúng tôi lại nhấn mạnh lại một lần nữa thì chúng ta không dùng ibuprofen đúng không ạ mà chúng ta có thể dùng các loại thuốc hạ sốt có thể là dân gian có thể là truyền thống có thể là thảo dược vân vân nhưng không phải ibuprofen. Tiếp theo một câu hỏi dành cho thầy Thái tốc độ truyền dịch ở bệnh nhân sốt xuất huyết đanh ở người có bệnh nền suy tim uh, suy tim EF giảm ạ xin thầy cho giải vâng. đáp ạ. Vâng thế thì cái điều đặc biệt là có mấy cái trường hợp mà chúng ta lưu ý truyền dịch ở bệnh nhân sốt xuất huyết đanh thứ nhất là bệnh nhân suy tim suy tim nặng thứ hai là bệnh nhân chạy thận nhân tạo đấy là hai cái trường hợp mà chúng tôi thấy là khó rất khó ở trên lâm sàng thế thì khi mà gặp bệnh nhân suy tim thì chúng tôi cũng chỉ biết là à, khuyến khích người bệnh là bù dịch đường uống tuy nhiên khi mà bệnh nhân vì nhiều lý do khác nhau mà không bù dịch được đường uống mà xoay sang bệnh nặng mà phải chuyển dịch thì những trường hợp như thế này thì vừa chuyển dịch phải vừa đánh giá vừa chuyển dịch phải vừa theo dõi Thế thì thường thì trong trong trường hợp này thì nếu như không có phương tiện thì chúng ta không làm được. Nhưng nếu mà có phương tiện thì chúng tôi cũng hay đề nghị chuyên khoa tim mạch phối hợp để đánh giá xem là thừa dịch hay là thiếu dịch. Nếu mà đo tĩnh mạch chủ dưới mà xẹp, đánh giá tĩnh mạch chủ dưới mà xẹp thì khả năng là thiếu dịch thì chúng tôi vẫn đổ thêm dịch. Nhưng nếu như trong trường hợp mà tĩnh mạch chủ dưới mà căng rồi, khả năng là đã đủ dịch thì trong cái trường hợp đó thì chúng tôi rất rẻ rặt trong cái việc là, là là là, đổ dịch thêm vào thế thì không có một quy quy luật nhất định cho những trường hợp suy tim mà EF thấp những trường hợp như vậy thì đều phải là vừa làm vừa truyền dịch mà phải vừa theo dõi lâm sàng chứ không thể nào chúng ta nói là truyền dịch 10 ml hay là 5 ml hay là 3 ml một kg cân nặng được cả cái 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 hướng dẫn 3705 nói là bao nhiêu ml trên kg trên giờ thì cái đấy là cho những người mà nhìn chung không có bệnh nền về tim mạch chứ còn đã có bệnh nền về tim mạch suy tim vân vân thì chúng ta phải đánh giá hết sức thận trọng bên cạnh đó thì nhân đây chúng tôi cũng nói luôn về những trường hợp thận nhân tạo, nó biết thận nhân tạo thì nhiều khi là người bệnh ấy mỗi ngày giới hạn nước có khi nước vào chỉ độ lít thôi thì thì họ phải chạy thận cho nên là những trường hợp đó nếu mà chúng ta đổ dịch nhiều quá mau quá hoặc là nhanh quá người bệnh phù phổi chúng ta cũng không có cách nào chữa được nhưng không đổ dịch vào thì 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 không đáp ứng được không đảm bảo được uh, thiếu thể tích tuần hoàn thì lại sốc thế thì đấy là cái rất là khó thì trong trường hợp đó chúng ta cũng vẫn phải là vừa truyền dịch uh, chúng ta phải vừa theo dõi vừa phải đánh giá thế và luôn luôn là phải có sẵn cơ sở là cái cơ sở đấy là phải có sẵn phương tiện để đánh giá cũng như là xử lý nếu như trong trường hợp phù phổi phải lọc máu cấp cứu thì cũng vẫn phải triển khai được Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo ạ. Bệnh nhân sốc truyền dịch, nhiều bi, bi lăng dịch cao quá, bệnh nhân bụng trướng căng, khó thở nhiều, nhịp thở là 40 lần trên phút. Sợ khi sợ khi tái hấp thu dịch quá tải thì có nên chọc tháo dịch một phần không ạ? Vâng, thì chúng tôi cũng chia sẻ thế này trong cái giai đoạn hồi phục mà vì nhiều lý do khác nhau mà chúng ta để cho quá tải thể tích thì làm thế nào? Thì nếu như mà dùng lợi tiểu mà bệnh nhân mà ti tiểu ra được thì nó sẽ đỡ. Tuy nhiên thì rất nhiều trường hợp dịch rất là căng ở khoang màng phổi làm cho bệnh nhân khó thở. Nếu mà chúng ta đợi, chúng ta để cho người bệnh đợi để à, đi tiểu ra hoặc là dùng thuốc lợi tiểu để đẩy bớt dịch ra, nhiều khi nó nó chậm. Nên là những cái trường hợp như vậy thì nếu như tiểu cầu trên 50 gigalit thì cũng vẫn có thể chúng ta cho chọc tháo bớt dịch màng phổi. Người bệnh sẽ nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Nếu không có dung dịch cao phân tử như HES thì mình dùng albumin chống sốc cho bệnh nhân có được không ạ? Xin thầy chia sẻ kinh nghiệm. Vâng, thì quá tốt thôi ạ. Chúng tôi cũng nói luôn là nếu mà chúng ta không có dịch cao phân tử như là HES hoặc là Dextran vân vân thì thì dùng albumin thì quá tốt rồi. Tuy nhiên thì cái giá tiền, cái giá thành chi phí điều trị nó rất là cao. Cho nên là chúng ta hết sức là cân nhắc. Thế còn nếu mà chúng ta muốn là thanh toán qua kênh bảo hiểm thì lại phải là đáp ứng các cái yêu cầu của bảo hiểm ví dụ như là xét nghiệm albumin máu mà albumin dưới 25 25 g trên lít thì chúng ta mới truyền được albumin đúng không ạ? Dạ vâng, xin có anh chị, quý học viên nào, anh chị có câu hỏi tiếp theo dành cho cô Nga không ạ? Các anh chị comment vào mục chat ạ, các thầy cô sẽ giải đáp cho các anh chị ạ. anh chị quý học viên ạ à, các anh chị có thể comment cái câu hỏi cũng như là thắc mắc của mình vào mục chat để các thầy cô có thể giải đáp thắc mắc ngay bây giờ luôn nhé. Vâng xin hỏi các anh chị học viên ạ, anh chị có câu hỏi nào dành cho hai giảng viên chiều nay thì các anh chị có thể comment vào mục chat ạ. Tiếp theo có một câu hỏi dành cho thầy Thái ạ, xin câu hỏi như sau: Bạch cầu trung tính giảm nặng thì có nên sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân không ạ? Xin hỏi cho ý kiến, xin hỏi ý kiến của thầy ạ. Vâng, chúng tôi cũng chia sẻ đây này là ở trong bệnh sốt xuất huyết ấy. thế thì lý giải tại làm sao tiểu cầu giảm, chúng ta không truyền tiểu cầu, à, bạch cầu giảm bạch cầu trung tính giảm chúng ta cũng không dùng thu kích bạch cầu chúng ta cũng không cho kháng sinh dự phòng vì sao vì trong bệnh sốt xuất huyết đanh thì các cái quá trình này diễn ra trong một thời gian ngắn và sau đó nó hồi phục rất nhanh ví dụ tiểu cầu sau khi mà bệnh nhân bước vào giai đoạn hồi phục một cái là tiểu cầu lên đúng không ạ tại sao nó lên nhanh như vậy bởi vì là cái cơ chế giảm tiểu cầu ở trong bệnh sốt xuất huyết đanh là tiểu cầu vẫn nằm ở trong vẫn nằm ở trong máu nhưng nó bám ở trên bề mặt các tế bào viêm đã được hoạt hóa nó vón lại nó bám vào ở trên uh, các cái tế bào nội mô uh, ở thành mạch máu đúng không ạ và sau khi hết cái quá trình cái quá trình viêm nó hàn gắn lại thì tiểu cầu nó vẫn còn vậy nó lại tiếp tục được giải phóng ra và khi chúng ta xét nghiệm số lượng tiểu cầu nó tăng lên nhanh chóng đúng không ạ thế thì bạch cầu thì cũng như vậy bạch cầu trung tính giảm thì nó là hậu quả của quá trình chúng ta có ở trong cái phần sinh lý bệnh thì chúng tôi cũng đã trình bày nó là quá trình thoát mạch của bạch cầu trung tính thế và quá trình thoát mạch của bạch cầu trung tính thì sau khi mà hết cái quá trình uh, viêm uh, quá trình uh, hết quá trình viêm nó đi hết qua cái giai đoạn nguy hiểm thì sau đó bạch cầu trung tính uh, lại được tái hấp thu vào trong lòng mạch và do đó thì cái quá trình Uh, uh, bảo vệ cơ thể uh, của bạch cầu trung tính nó vẫn diễn ra bình thường thì trong trường hợp này bạch cầu trung tính không phải là nó mất đi mà nó chỉ không nằm ở trong lòng mạch máu chúng ta không xét nghiệm được nó ở trong máu không có nghĩa là nó không tồn tại ở trong cơ thể Ê, nó không phải là cái quá trình uh, ví dụ như trong bệnh uh, suy tủy là mất bạch cầu trong cái bệnh mà người ta dùng các thuốc để tiêu diệt tủy xương ở trong các cái bệnh mà L-semi là bạch cầu không hoạt động chức năng vân vân thì những cái bệnh đó những cái tình trạng đó chúng ta mới phải sử dụng kháng sinh còn trong bệnh sốt xuất huyết đanh bạch bạch cầu trung tính giảm thấp không có chỉ định không có chỉ định sử dụng kháng sinh. À. À, vâng, ạ, xin cảm ơn thầy. Tiếp theo có một câu hỏi của một bạn dành cho thầy. Sốt xuất huyết đanh có làm tăng D-dimer không ạ? Vâng. Một câu hỏi. Vâng, thế thì chúng ta nói này ạ, à, thì kinh nghiệm của chúng tôi thì sốt xuất huyết đanh ấy thì chúng tôi cũng chẳng bao giờ chúng tôi uh, quá quan tâm đến xét nghiệm Dedime. Vâng. Dedime nó là sản phẩm của phản ứng viêm cấp. Phản ứng viêm cấp thì Dedime bình thường cũng sẽ tăng nên chúng ta yên tâm là nếu như các bạn mà lấy bệnh nhân sốt xuất huyết đanh ra, chúng ta xét nghiệm thử xem Dedime tăng cao hay không thì cũng có không ít trường hợp nó sẽ tăng có thể tăng cao đúng không tuy nhiên chúng ta chú ý là dedime nếu như mà chúng ta quan tâm đến cái khía cạnh nó có phải là chỉ điểm của rối loạn đông máu hay không thì nó phải tham chiếu các điều kiện khác các yếu tố khác ví dụ giảm pt ví dụ giảm fibrinogen vân vân và vân vân thế thì trong trường hợp này thì các bạn hỏi là có giả có tăng hay không thì chúng tôi cũng trả lời một cách rất dễ dàng là có tăng nhưng mà chúng ta khi mà có được cái kết quả tăng đấy chúng ta phải biện luận để xem xem nguyên nhân tăng nó là cái gì chứ không phải trường hợp nào tăng DDME cũng là liên quan đến uh, uh, nguy cơ đông máu nội mạch giải rác vân vân. Dạ một câu hỏi tiếp theo ạ. Trong xuất hiện sốt xuất huyết nặng thì các thủ tục can thiệp ở bệnh nhân rất nhiều. Dạ cho em hỏi dấu hiệu nào ở bệnh nhân để bác sĩ đánh giá để dùng kháng sinh ngừa nhiễm trùng ạ? Vâng. Thế nếu mà chúng ta cái bàn tay của chúng ta là thành thạo về mặt thủ thuật ý thức phòng chống kiểm soát nhiễm khuẩn của chúng ta là được nâng cao thì chúng tôi khẳng định một điều là chúng ta không phải sử dụng kháng sinh theo kiểu dự phòng hoặc theo kiểu vuốt đuôi thủ thuật nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta ngộ nhỡ mà chúng ta làm có bẩn thỉu quá chúng ta không tôn trọng các nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn thì lúc đó thì chúng ta mới phải suy nghĩ đến việc sử dụng kháng sinh và chúng tôi cũng nói thật là trong những trường hợp mà chúng ta làm bẩn như vậy thì cái việc dùng kháng sinh nó cũng không cứu vãn được vấn đề chết do bội nhiễm là chết do bội nhiễm thì chúng ta không thể chỉ một vài kháng sinh mà chúng ta bao vây được hết cái yếu tố nhiễm bẩn của thủ thuật thế thì khi mà chúng ta làm thủ thuật nếu như chúng ta tôn trọng các nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn thì không có chỉ định sử dụng kháng sinh dự phòng vâng tôi nó nhắc lại như vậy là không có chỉ định sử dụng kháng sinh dự phòng với trường hợp bệnh nhân câu hỏi tiếp theo ạ với trường hợp bệnh nhân phải lấy máu nhiều lần trong ngày đặc biệt là trẻ nhi lấy máu rất là khó khăn thầy có thể chia sẻ về kinh nghiệm cũng như biện pháp lấy máu mau mau quản không ạ vâng. thế thì ở trong bệnh sốt xuất huyết đanh ấy thì khi mà bước vào giai đoạn nguy hiểm rồi giai đoạn sốc thì cái việc mà đánh giá hematocrit là rất là quan trọng Thế thì hematocrit bản chất nó là gì? Nó là thể tích của huyết cầu trong tổng số cái thể tích máu. Thế thì người ta có nhiều cách để xét nghiệm và một trong các cách đó là gì? Là lấy lấy máu cho vào một cái ống mao quản và ly tâm thì bao nhiêu huyết cầu nó về một phía, bao nhiêu huyết tương nó về một phía và chúng ta có thể dựa trên cái việc là tính toán tỷ số giữa cái cột huyết cầu với cả cái cột huyết tương để chúng ta đưa ra được cái thông số hematocrit. Thế thì trước đây ấy, cái thời mà chúng tôi còn đi học ấy thì uh, làm là lấy cái ống mao quản đã tráng heparin. Sau đó là chúng ta lấy cái kim chích vào đầu ngón tay giống như là làm đường máu ấy. Thế thì sau đó là nó nặn ra được một giọt máu và chúng ta chỉ việc là lấy cái ống mao quản dí vào cái giọt máu đấy thì tự khắc là máu nó lấp đầy cái ống mao quản. Sau đó bịt hai đầu của ống mao quản cho vào một cái ly tâm đĩa và ly tâm đĩa xong thì có ngay là cái ống đấy bao nhiêu phần trăm là huyết cầu bao nhiêu phần trăm là huyết tương và ra ngay được cái thông số hematocrit. Thế thì chỉ cần lấy máu ở đầu ngón tay như vậy thì rất là dễ. Và trước đây ấy là tổ chức y tế thế giới và UNICEF tài trợ cho Việt Nam ở y tế tuyến cơ sở rất là nhiều các cái máy quay ly tâm như vậy để xét nghiệm hematocrit tại giường luôn ngoài hiện nay thì có lẽ là không sử dụng rất nhiều nơi chúng tôi thấy là không sử dụng kể cả bệnh viện Bạch Mai cũng không sử dụng vì cái kỹ thuật nó khá là đơn giản Đấy, nhưng mà cái trang thiết bị đi kèm ấy thì lại không có đặc biệt là cái ống mao quản mà có cháng heparin thì hiện nay mua rất là khó lại Và... một câu hỏi tiếp theo ạ trong trường hợp suy gan cấp men gan tăng rất cao bilirubin tăng cao Điều trị lúc này sẽ như thế nào và có thể dùng các chế phẩm hỗ trợ gan thay huyết tương được không ạ? Ở trong hướng dẫn 3705 ấy thì cũng đã ghi rõ là những trường hợp suy gan nặng thì sẽ điều trị như thế nào. Ở đây thì chúng tôi cũng xin phép chia sẻ là cái mà chúng ta gọi là chế phẩm hỗ trợ gan thì thực ra cái tác dụng của nó rất là hạn chế. Chúng tôi cũng nói thẳng thắn luôn, bản chất của việc điều trị những trường hợp suy gan làm gì là chúng ta không để cho các yếu tố tấn công tiếp tục tấn công gan nữa. Ví dụ bệnh nhân suy gan có thể liên quan đến vấn đề virus khi đã đi vào giai đoạn hồi phục rồi thì chúng ta không tiếp tục dùng các thuốc ảnh hưởng đến gan. Giảm được bao nhiêu thuốc thì đỡ được bấy nhiêu phần. Ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân mà suy gan có liên quan đến paracetamol thì cái việc mà ngừng paracetamol cũng là cái điều kiện thiết yếu để cho gan được hồi phục đúng không? thế còn cái việc mà thay huyết tương thì sẽ chỉ định uh, trong những trường hợp mà suy gan mà có uh, kèm theo các yếu tố ví dụ hôn mê gan chẳng hạn uh, suy gan ở mức độ uh, trầm trọng thì lúc đó thì sẽ có hỗ trợ là thay huyết tương giúp làm à, cải thiện được cái uh, kết cục của suy gan uh, trong những cái trường hợp nặng nữa mà không có giải pháp thì cũng chỉ có một cách là ghép gan chứ còn thì những cái gọi là chế phẩm hỗ trợ gan thì chúng tôi cũng nói thật là ở phương tây hiện nay người ta không không khuyên dùng một cách rộng rãi Rồi. một câu hỏi tiếp theo ạ trong trường hợp tiểu cầu giảm ở trong bệnh sốt xuất huyết thì có thể dùng corticoid được không ạ Uh, một cái cơ chế mà mọi người hay lăn tăn hoặc là hay băn khoăn rất là nhiều là vậy thì trong bệnh sốt xuất số huyết đanh rõ ràng cơ chế là do cái yếu tố viêm uh, virus tấn công và nhiều yếu tố gây viêm làm rối loạn quá trình viêm và trong trường hợp này thì dường như về mặt lý thuyết dùng thuốc chống viêm thì sẽ có lợi thế thì đấy chính là căn cứ mà để cho nhiều uh, bác sĩ nhiều thầy thuốc nhiều nhà khoa học đã từng làm các thử nghiệm lâm sàng sử dụng corticoid ở trong bệnh sốt xuất huyết đanh. Tuy nhiên kết quả cho đến nay thì chưa đưa ra được cái kết quả thuyết phục là chúng ta có thể dùng corticoid nhất loạt cho tất cả các bệnh nhân sốt xuất huyết đanh. Mà kết quả chỉ nhấn mạnh một điều là chúng ta không dùng corticoid một cách thường quy cho các trường hợp sốt xuất huyết đanh. À, những trường hợp cá biệt tùy từng trường hợp cụ thể ở trên lâm sàng mà chúng ta cân nhắc cái việc sử dụng corticoid bởi vì số corticoid có những trường hợp thì dường như là có lợi nhưng mà cũng có nhiều trường hợp thì cái tác dụng phụ cái mà yếu tố gây hại của nó cũng rất lớn ví dụ như là gây xuất huyết tiêu hóa ví dụ gây tăng đường máu ví dụ gây tăng nguy cơ bội nhiễm vân vân và vân vân thế thì trong trường hợp mà tiểu cầu giảm thì chúng tôi cũng phân tích luôn là trong bệnh sốt xuất huyết đanh bản chất vấn đề là thoát huyết tương cái yếu tố bệnh lý quan trọng là thoát huyết tương dẫn đến giảm thể tích tuần hoàn dẫn đến sốc giảm thể tích và hậu quả sốc giảm thể tích mới là chảy chảy máu mới là rối loạn đông máu chứ còn bản thân giảm tiểu cầu trong uh, giai đoạn sốt kể cả trong giai đoạn nguy hiểm cái việc giảm tiểu cầu nó không phải là cái đích mà chúng ta hướng đến chính bởi vì như vậy cho nên nhiều khi tiểu cầu giảm dưới 5 gigalit mà trên thực tế nhiều khi bác sĩ vẫn không cho truyền tiểu cầu vì sao? Vì cân nhắc trong trường hợp đó nguy cơ vẫn còn rất thấp. À, nếu mà chúng ta nói đến do tiểu cầu giảm mà phải dùng corticoid, thì cái chỉ định đấy nó không đích đáng. Vâng, một câu hỏi tiếp theo ạ. Nếu không có xét nghiệm combo thì trong 5 ngày đầu tiên ta làm xét nghiệm tìm kháng nguyên là tính từ ngày đầu tiên sốt, phải không ạ? Vâng, chúng ta nói là ngày khởi phát cứ khi có biểu hiện khởi phát tính khoảng độ 5 ngày đấy là cái thời gian mà chúng ta có thể bắt được cái kháng nguyên NS1Ag thế nếu mà chúng ta mà không uh, có xét nghiệm trong tay thì làm gì thì chúng tôi cũng nói thật là chúng ta có khi cũng chỉ cần làm xét nghiệm công thức máu và theo dõi đánh giá thôi cũng có thể định hướng được cái nguyên nhân sốt số xuất huyết đanh ở trên lâm sàng tất nhiên thì có xét nghiệm NS1 thì quá tốt rồi Dạ, dạ vâng một câu hỏi dành cho thầy ạ chỉ định chọc dịch trong tràn dịch chỉ định chọc dịch trong tràn dịch các màng và hút dịch bao nhiêu là đủ vâng thế thì thường thì chọc dịch màng bụng thì chúng tôi cũng không đặt ra vấn đề chọc dịch màng bụng chúng tôi chỉ đặt ra vấn đề chọc dịch màng phổi nếu như mà bệnh nhân là có các biểu hiện khó thở đặc biệt là khi siêu âm thấy có sẹp phổi thụ động rất là nhiều spo 2 thì tụt bệnh nhân phải thở oxy vân vân thì lúc đó mới đặt vấn đề là chọc tháo bớt dịch màng phổi Và tháo bớt dịch màng phổi Chúng ta cũng vẫn phải tuân thủ nguyên tắc Không lấy quá nhiều dịch màng phổi Nó dẫn đến phù phổi Do chọc quá nhiều dịch màng phổi Thế thì nguyên tắc trong trường hợp này Thì chúng tôi cũng không chọc quá Một lít dịch ở mỗi bên vâng, hết ạ Dạ vâng, một câu hỏi tiếp theo ạ Lấy máu xét nghiệm bệnh nhân rất ít Vậy thì ưu tiên xét nghiệm nào quan trọng nhất ạ? vâng ở trong trường hợp mà chúng ta theo dõi người bệnh à, thì tùy theo mức độ bệnh ở trên lâm sàng tùy theo giai đoạn bệnh ở trên lâm sàng mà chúng ta lựa chọn xét nghiệm nào là xét nghiệm mà chúng ta cần cân nhắc để làm chúng tôi ví dụ như trong trường hợp mà bệnh nhân mà chúng ta sau khi truyền dịch cấp tập à, khi bệnh nhân mới bắt đầu có dấu hiệu cảnh báo sau khi truyền dịch cấp tập chúng ta văn khoăn không biết là hematocrit tăng lên được bao nhiêu giảm xuống được bao nhiêu thì trong trường hợp này cái ưu tiên của chúng ta là làm công thức máu để xác định hematocrit là bao nhiêu ví dụ như vậy. Nhưng trong trường hợp mà bệnh nhân à, chúng ta truyền nhiều dịch rồi đúng không ạ? Bệnh nhân lại có biểu hiện là hơi chậm một tí ở trên lâm sàng, hơi lẫn một tí ở trên lâm sàng thì nhiều khi chúng ta lại phải ưu tiên đánh giá điện giải đồ để xem xem có rối loạn điện giải kèm theo cái việc chúng ta cho truyền dịch hay không, vân vân và vân vân thì cái này nó tùy thuộc vào vào tình trạng bệnh ở trên lâm sàng chứ không thể nói một câu là dùng tí uh, máu như vậy xét nghiệm cái gì để là cái ưu tiên hơn những cái khác được vâng đây uh, xin tiếp theo là một câu hỏi cuối đây và đây sau đây là câu hỏi cuối cùng của buổi học ngày hôm nay của một bạn học viên dành cho thầy đó là bệnh nhi sốt xuất huyết mà sốt cao liên tục ăn uống kém không uống được nước Orezon mà người thân không muốn bù dịch đường truyền thì thầy có thể chia sẻ Dùng nước gì cho trẻ uống thay thế được không ạ? Đúng, chúng tôi cũng không hiểu là tại sao lại không uống được nước Orezon là thấy cái vị nước Orezon không phù hợp hay là thế nào bởi vì trong trường hợp không uống được nước Orezon do cái vị Orezon mình không thích thì nước gì uống mà chả được, đúng không ạ? Thì trong cái phần trình bày chúng tôi cũng nói thậm chí là nước gì ạ? Nước đun sôi để nguội không phải nước đun sôi để nguội thì các loại nước trái cây nước dừa nước các loại nước mà chúng ta có thể có được đúng không ạ thậm chí có những nơi mà còn pha nước trong muối loãng vân vân thì đều có thể sử dụng được cho được cho bệnh nhi miễn là trẻ chịu uống được nước đó thì là bổ sung nước cho trẻ thế không nhất thiết chúng ta phải phải lôi trẻ ra để truyền dịch đúng không ạ Thế còn ví dụ kinh nghiệm từ những cái trường hợp mà trẻ bị tả, từ những cái trường hợp mà trẻ bị mất nước nặng do tiêu chảy, thì thậm chí chúng tôi cũng xin phép báo cáo là trong nhiều trường hợp chúng ta không lấy được ven, nhưng mà không truyền được dịch, thì chúng ta nhiều khi là đặt cái sông dạ dày vào và cho bù dịch qua sông dạ dày, đúng không ạ? Vẫn có thể sử dụng được như vậy, chứ không phải chúng ta cứ máy móc là trường hợp nào cũng phải đè ra để mà truyền dịch đâu. Vì truyền dịch có những mặt lợi nhưng cũng có những mặt hại mà nếu mà chúng ta chỉ định không phù hợp không đúng lúc không đúng thời điểm dạ, vâng xin cảm ơn thầy thái ạ vâng anh chị học viên anh chị có còn câu hỏi nào dành cho thầy thái và cô nga nữa không ạ à giờ đây có xin có một câu hỏi dành cho cô nga à, cô cho em hỏi nếu bệnh nhân sốc tổn thương thận cấp cần theo dõi sát nước tiểu cô có chỉ định đặt sông tiểu trong bối cảnh rối loạn đông máu tiểu cầu giảm thì quá trình đặt lưu ý những gì để hạn chế biến chứng chảy máu đường tiết niệu mong cô chia sẻ kinh nghiệm ạ xin mời cô nga vâng à, xin trả lời câu hỏi của bạn đồng nghiệp À, thứ nhất là trong cái bài chỉ, 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 giảng thì chúng tôi đã chia sẻ là trong các cái trường hợp mà bệnh nhân uh, bị sốt xuất huyết thì chúng ta hạn chế những cái cái thủ thuật can thiệp ngoài cái việc mà nó làm nguy nguy cơ tăng nguy cơ chảy máu của người bệnh thì nó còn tăng cái nguy cơ mà nhiễm trùng của người bệnh nếu như mà chúng ta làm cái thủ thuật mà không đảm bảo về cái cái công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. Tuy nhiên thì trong những trường hợp mà bệnh nhân uh, bệnh nhân ở đây thì nói là bệnh nhân uh, cần phải theo dõi sát nước tiểu và có chỉ định xâm tiểu có nghĩa là bệnh nhân này có bí tiểu thế thì uh, cái việc mà chúng ta đặt xông tiểu cho người bệnh này thì ở đây thì nếu như trong trường hợp bệnh nhân có những cái dị dạng ở đường đường uh, đường đường tiết niệu thì chúng ta cần phải đánh giá trước đặc biệt là ở trên nam giới ấy, thì có những cái có thể là bệnh nhân có các cái uh, u tiền liệt tuyến thế còn thông thường thì chúng ta muốn giảm các cái nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân trong quá trình đặt đặt đường tiểu đặt và sông bằng quang thì chúng ta chủ yếu là chúng ta vẫn phải đảm bảo cái việc là chúng ta lựa chọn những cái kích cỡ sông tiểu cho nó phù hợp với cả cái đường đường tiểu đường niệu của người bệnh và người ta chúng ta sẽ làm những cái thủ thuật đấy một cách là nhẹ nhàng để làm giảm các cái nguy cơ chảy máu hoặc là bị xây sát trong quá trình mà chúng ta thực hiện các kỹ thuật. Vâng có một bạn tiếp theo đặt câu hỏi là cho thầy Thái ạ. Bệnh nhân suy tuần hoàn, bác sĩ cho y dịch chảy tự do thì mình ghi hồ sơ là tốc độ bao nhiêu giọt trên phút ạ? Vâng, thế thì ở đây thì chúng tôi cũng chia sẻ là chảy tự do nhiều khi chúng ta nói là chảy tự do tưởng là tốc độ nó cao lắm, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực sự cái việc chảy tự do là chúng ta đều phải có điều tiết và theo dõi hết chúng tôi ví dụ y lệnh bác sĩ là thôi mở hết dây chuyền ra cho chảy hết cỡ đi đúng không ạ vai trò người điều dưỡng lúc đấy là phải nhìn thời gian bấm xem sau 15 phút chảy tự do như vậy có hết nổi cái chai truyền 500 ml không có hết nổi cái chai truyền 250 ml hay không và sau đó thì chúng ta phải tính ngược ra là y lệnh đúng không ạ ví dụ sau 15 phút cho chảy tự do như vậy hết có trăm ml thôi thì rõ ràng chúng ta phải biết à vậy thì trong trường này y lệnh là 400 ml một giờ 120 130 giọt một phút xong đúng không ạ đúng không ạ dễ không ạ thế còn ví dụ như sau 15 phút và chúng ta thấy là à chảy được đến 250 ml là rõ ràng như vậy là 1.000 ml một giờ và trong trường này chúng ta sẽ ghi luôn ở trong hồ sơ 300 giọt một phút đúng không ạ rất dễ thôi không biết chúng tôi trả lời như vậy có rõ không ạ? Dạ vâng. Xin hỏi các anh chị học viên ạ, các anh chị có còn câu hỏi nào dành cho hai thầy cô nữa không ạ? Nếu như anh chị chưa có câu hỏi nào hoặc là hiện giờ là đã hết câu hỏi thì chúng ta sẽ chuyển sang phần làm bài test cuối khóa của buổi học, cuối buổi của buổi học ngày hôm nay. Một lần nữa xin được em xin được cảm ơn thầy Thái và cô Nga đã tham gia buổi học ngày hôm nay và đã chia sẻ nhiều kiến thức uh, quý giá dành cho các anh chị học viên. Dạ xin cảm ơn hai thầy cô ạ. Vâng, vâng xin cảm, cảm ơn, cảm ơn ạ. Ban xin... tổ chức. Không vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài test với khóa. Ban tổ chức sẽ chiếu mã QR lên và anh chị sẽ làm bài test trong vòng 15 phút. Ạ. Thì ban tổ chức cũng đã có gửi đường link của bài test cuối khóa vào trong mục chat của Zoom, các anh chị có thể click vào đường link này để làm bài test cuối khóa luôn ạ. Một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức của khóa.